Chàng rể kỳ quái, Giang Hải. Chương 271. Trước khi lên thuyền, Giang Hải đúng hẹn đạt được thứ anh muốn. Một tấm thần chương, đây là giấy thông hành để đi đến thần miếu. Có thể nói, thứ này chính là chí bảo. Thần miếu, truyền thuyết nói rằng có thể giải quyết tất cả những bí ẩn. Nhưng về phần có thể tìm được đáp án mà bạn muốn hay không, vậy thì phải xem vận may. Chờ thần miếu mở ra, Giang Hải có thể tiến vào trong đó, tìm kiếm đáp án chưa có lời giải. Đương nhiên, nếu Giang Hải tìm được đáp án ở cảnh giới, như vậy có đi thần miếu hay không đi cũng không còn quan trọng nữa. Một công ty vỏ bọc được chuyển tên sang cho Giang Hải, công ty này không có bất thật thực thể nào, chỉ có 200 dự án công nghệ. Giang Hải chỉ là đại khái nhìn lướt qua, bao gồm các ngành nghề khác nhau. Trong số đó, có rất nhiều công nghệ, có cả các sản phẩm cấm xuất khẩu sang phương Đông. Có thể thấy được, những thứ tạp chủng này, vẫn luôn đề phòng con rồng còn chưa hoàn toàn tỉnh lại của phương Đông. Giang Hải khá yên tâm với những công nghệ này, người lập dị hoặc là tòa thánh sẽ không dám mưu tính gì. Nếu như có gì mờ ám ở chỗ này, hậu quả xấu cuối cùng chỉ có thể làm cho bản thân bọn họ bực bội như ăn phải đống phân mà thôi. Tất cả những điều này đều nằm trong dự tính của Giang Hải. Chẳng qua, điều duy nhất không ngờ chính là người đưa mấy thứ này tới. Người con gái thánh thiết, Maureen. Người lập dị rất có thành ý khi đã để Maureen đưa những thứ này tới. Đồng thời bày tỏ, anh có thể tùy ý, hái hoa. Chỉ là muốn Maureen đồng hành bên cạnh anh, nhất định phải đạt được tất cả giao dịch đã thỏa thuận. Giang Hải hơi cười khẩy, không biểu hiện ra chút nhiệt tình nào đối với Maureen. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đương nhiên cũng nghe ra, cái gì là đồng hành bên cạnh. Cưới người phụ nữ lập dị, cả cái thiên hạ này Giang Hải là người đầu tiên. Loại hôn nhân này, chính là sự hợp tác giữa hai bên. Mặc kệ Giang Hải nghĩ như thế nào, có tầng quan hệ này, trong hội thiện dĩ, lợi ích của Giang Hải và người lập dị đã bị buộc lại với nhau. Cho dù Giang Hải không nghĩ như vậy cũng không làm như vậy, nhưng người khác cũng sẽ cho là như vậy. Maureen ngượng ngùng cúi đầu, trong lòng biết, người đàn ông trước mắt bất luận có thích hay không cũng là người đàn ông cả đời của cô ta. Điều này tốt hơn là số phận đã được sắp xếp của cô ta, trở thành một gái mại dâm và công cụ sinh sản cho cả gia tộc. Vốn tưởng rằng, Giang Hải sẽ bá đạo giữ cô ta ở bên cạnh, nuôi thành một con chim hoàng yến. Nhưng không ngờ, Giang Hải lấy được đồ đạc xong nhìn cũng không nhìn cô ta mấy cái đã xoay người bước lên thuyền. Bên bến cảng, Maureen khẽ động đôi môi đỏ, rất sửng sốt. Cô ta có thể cảm nhận được, người đàn ông này không có chút hứng thú nào đối với mình. Nhưng tại sao, anh lại muốn đưa ra yêu cầu như vậy đối với người lập dị? Maureen đứng trên bờ, lặng lẽ nhìn chiếc thuyền biến mất ở phía xa đại dương mênh mông. Cô chủ, phía sau, một bà lão đi lên trước. Bà nói xem, rốt cuộc anh ta muốn làm cái gì? Maureen đang suy nghĩ mục đích của Giang Hải. Còn không phải vì tiền của người lập dị sao? Kiếp này của bà ta, đều là vì người lập dị mà phục vụ, bà ta từng là người hầu của mẹ Maureen. Hiện giờ bà ta lại là người hầu của Maureen. Bà ta đã gặp qua quá nhiều người, vì muốn dựa dẫm vào người lập dị mà sử dụng các loại thủ đoạn. Đương nhiên, bà ta cũng từng thấy mẹ của Maureen làm sao từ một thiếu nữ ngây thơ, biến thành người phụ nữ dùng chung của đàn ông người lập dị. Về sau, người phụ nữ đã phải chịu hết lăng nhục kia, vì con cái lại hóa rổ hóa dại như thế nào. Không, anh ta không muốn tiền. Mang đến đồ đạc cho Giang Hải. Maureen đương nhiên biết những thứ này là dùng để làm gì. Bà lão cũng không thể nghĩ ra Giang Hải rốt cuộc muốn làm cái gì. Đối với bà ta mà nói, cho dù Maureen gả cho một con súc vật, thì so với người lập dị vẫn tốt hơn nhiều. Súc vật ít nhất cũng chỉ có một con, mà, đàn ông của người lập dị là một đám cả người lở loét phát ra mùi thối giữa. May mắn thay, Giang Hải thoạt nhìn cũng không phải là súc vật. Tôi không muốn trở về. Maureen lắc đầu. Nhìn chiếc xe chở mình đến. Cô ta sợ, sợ lễ trưởng thành kia. Đối với phụ nữ lập dị, lễ trưởng thành có nghĩa là sự khởi đầu của cơn ác mộng. Cô chủ, lễ trưởng thành của cô, đã hủy bỏ rồi. Bà lão khom người nói, trên mặt nở nụ cười vui mừng. Thật sao? Đương nhiên là thật. Nhìn đại dương trống rỗng, lắng nghe tiếng sóng biển, Maureen cắn môi. Tôi muốn đi tìm anh ta. Cô ta có thích Giang Hải không? Không. Lần đầu tiên gặp mặt ở Thái Lan, Maureen từng có một chút động lòng. Sau đó,
cô ta nghĩ rõ ràng rồi, đó không phải là động lòng, mà đó là khát vọng thoát khỏi người lập dị. Ngay cả khi một con lợn nhìn chúng cô ta cũng sẽ không từ chối. Chỉ cần có thể thoát khỏi người lập dị. Bà lão lạnh nhạt cười, cảnh giới, sắp đến lúc mở ra. Ý cười trên mặt Maureen trong nháy mắt cứng lại. Bà lão đang nhắc nhở cô ta, phương hướng đi của Giang Hải. Đó là một nơi mà Maureen không muốn trở lại trong suốt cuộc đời của mình. Cô chủ, cô còn có những lựa chọn khác, chỉ có các thần linh trên trời mới biết những gì cô đã nói với cậu Giang. Maureen hiểu rồi. Tôi, hay là, đi phương đông. Bà lão khom người, làm bộ muốn bảo Maureen lên xe. Đối với Maureen lúc này mà nói, phương đông là nơi an toàn nhất. Lúc trước, cô ta muốn đặt chân cũng sẽ không được phép. Bởi vì, phương đông không nằm trong phạm vi thống trị của người lập dị. Nếu như, Maureen xảy ra chuyện gì, rất dễ mất đi kiểm soát. Hiện tại, Maureen muốn đi tới phương đông hoàn toàn có thể nói là ý của Giang Hải. Chuyến thuyền Giang Hải lên là một chiếc thuyền chở hàng, nó là của Lợi Long. Bên cạnh thành lan can thuyền, Diệp Thụy Nguyệt nhìn vào đại dương vô tận, hơi thở dài. Thời gian cô ta và Giang Hải ở cạnh nhau sắp kết thúc, hơn nữa về sau sợ là không có cơ hội được ở một mình với Giang Hải lâu như vậy. Đối mặt với gió biển, Giang Hải hút thuốc, nheo đôi mắt, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Thuyền đến một thành phố khác, Giang Hải lập tức đưa Diệp Thụy Nguyệt đến sân bay. Anh không về sao? Lúc này, Diệp Thụy Nguyệt mới phản ứng lại, chỉ có một mình cô ta lên máy bay trở về. Anh muốn làm cái gì? Tôi muốn đi theo anh. Cô ta làm sao nỡ tách ra khỏi Giang Hải chứ? Giang Hải lắc đầu, chuyện của tôi, cô không giúp được gì. Diệp Thụy Nguyệt hiểu, nếu ở lại bên cạnh Giang Hải, cô ta chính là một gánh nặng. Mang theo sự thất vọng với tâm trạng cô đơn, mắt ngấn lệ, cuối cùng cô ta vẫn phải lên máy bay. Mà Giang Hải sẽ gián tiếp đi tới điểm đích, Lục Ngã. Truyền thuyết kể rằng là vị tổ phụ thứ ba của dân Thiên Cường được gọi là Lục Ngã. Và Lục Ngã là người lập dị. Chỉ là vật đổi sao rời, chỉ có người lập dị thuần chủng mới được tính là người của người lập dị. Những người có nguồn gốc gia đình lập dị sau khi kết hôn với các dân tộc khác nhau đã trở thành người Thiên Cường. Chính xác hơn mà nói, người lập dị không bao giờ thừa nhận những dòng dõi này, nhưng sử dụng lý thuyết huyết thống để thống trị những người này, để cho họ tự hào với dòng máu lập dị đang chảy trong người, từ đó trở thành nô lệ trung thành nhất. Không thể không nói, đây là một dân tộc bất khuất. Đã từng bị Adolf Hitler đồ sát gần như diệt tộc, bây giờ lại lần nữa đứng lên. Lục Ngã rất nóng, như thể mặt trời trên cao đang phát ra thứ ánh sáng chứa kịch độc, ánh sáng xuyên qua khiến đôi mắt của con người có cảm giác đau đớn. Mồ hôi từ trên trán chảy ra, sau mấy ngày ở đây, làn da Giang Hải ngăm đen đi khá nhiều. Chẳng qua, nó làm cho thân hình càng đều đặn và các đường nét cơ thể trở nên hấp dẫn hơn. Kính mát to bản che đi nửa khuôn mặt như tạc tượng lộ ra nét cương nghị. Nhưng từ hàng chân mày nhíu chặt, có thể nhìn ra vài phần tiều tụy. Nhưng ánh mắt vẫn luôn luôn sắc sảo. Nhếch đôi môi khô nứt, siết chặt ba lô khổng lồ trên người, ngẩng đầu lên nhìn núi đá không có một gốc cây ngọn cỏ trước mắt. Nhấc chân lên, hung hăng dẫm lên bản đồ đã ném xuống đất, để lại một dấu ấn dày ra thật sâu. Giang Hải ở chỗ này đi 3-4 vòng, bận rộn 4-5 ngày. Dựa vào cảm giác siêu cường, Giang Hải dường như xác định, cảnh giới ở gần nơi này, nhưng bất luận như thế nào cũng không tìm được. Quả nhiên, người lập dị che giấu cảnh giới cực tốt, đây cũng là nguyên nhân vì sao mấy ngàn năm qua, cảnh giới, chưa từng có khách không mời đến thăm. Quay đầu nhìn về phía một thành phố hiện đại, giống như một ốc đảo trong sa mạc. Vào một nhà hàng, Giang Hải dùng ngôn ngữ địa phương bập bẹ để gọi món. Thức ăn ở đây, thật sự không hợp với khẩu vị của Giang Hải, nhưng anh cần bổ sung thể lực. Kế tiếp, sẽ tiến vào cảnh giới. Mà trong ba lô khổng lồ của Giang Hải, lại là phúc thự bản khắc đá. Chẳng qua, đây là đồ giả, một món hàng giả mà người lập dị không thể phân biệt được. Bởi vì, món hàng giả này, đến từ hơn 1.000 năm trước. Về phần nó là bút tích của ai, Giang Hải không biết. Chỉ biết là thứ này đến từ vùng đất Canaan. Mà phúc thự bản khắc đá chân chính, vẫn còn ở trong tay Giang Hải. Nếu như ở phương Đông, Giang Hải nhất định sẽ gọi một món thịt đầu heo kho. Nhưng ở đây, việc ăn thịt lợn, không khác gì so với ăn thịt người. Người dân ở đây không ăn thịt lợn. Giang Hải ngồi ở trước bàn thấp, khoanh chân, nhập ra tùy tục.
Bởi vì tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên tương đối đen, có vẻ như chỉ có một số điểm khác người, không gây quá nhiều sự chú ý. Không lâu sau, một đống bánh xếp chồng ở phía trước mặt. Có vẻ như nó nên được làm bằng lúa mì. Ở đây, người dân địa phương ăn bánh sẽ không bao giờ được cắt bằng dao. Nếu như dùng dao, sẽ giống như cắt đứt sợi sinh mệnh của một con người, giống như là nghiệp chướng. Sau một vài phút, Bồi Bàn mang đến một bát súp trông rất đục. Chỉ là, lúc này Giang Hải đã ăn hết bánh. Những chiếc bánh này vốn dĩ được nhúng vào nước dùng để ăn. Bồi Bàn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Giang Hải, dường như nhìn thấy một con quái vật. Cái này cũng khó trách, Giang Hải ăn đủ một lượng thức ăn dành cho một ngày của một người. Hơn nữa ăn cũng quá nhanh. Lau miệng, Giang Hải không có bất kỳ hứng thú nào đối với bát súp. So với món ăn phương Đông, nơi này quả thực quá tệ, hơn nữa vị cũng rất tệ. Có lẽ là Giang Hải không biết thưởng thức, người dân địa phương lại cảm thấy rất ngon. Giờ phút này, Giang Hải nhớ tới thức ăn mẹ vợ nấu, so sánh với ở đây quả thực là mỹ vị nhân gian. Lấy ra một khoản tiền lớn hào sảng đặt nó trên bàn. Giang Hải mỉm cười, đứng dậy rời đi. Tiếp theo, chỉ cần tìm một khách sạn và ngủ một giấc thật ngon. Một tờ tiền giá trị lớn làm người Bồi Bàn sợ hãi. Trong miệng, rên rỉ nói nửa ngày, bởi vì tốc độ nói quá nhanh nói đến mấy lần, Giang Hải mới nghe rõ, thì ra là cửa hàng nhỏ không tìm được tiền thối. Giang Hải cười ha ha, xua tay ý bảo Bồi Bàn có thể bỏ vào túi của mình. Giang Hải đi ra ngoài rất xa rồi mà người Bồi Bàn vẫn còn đứng ở trước bàn, thành kính cầu nguyện. Theo anh ta thấy, Giang Hải nhất định là thiên sứ do Thượng Đế phái tới, mang may mắn đến cho anh ta. Tìm một khách sạn, Giang Hải trực tiếp thuê một căn phòng tốt nhất. Nhưng, Giang Hải vừa lấy được thẻ phòng, người lập dị đã tìm tới cửa. Này, anh Giang! Chương 272. Phía sau, Harai vẻ mặt tươi cười nhìn Giang Hải. Giang hai tay ra muốn ôm. Giang Hải lại cười nhạo cự tuyệt. Trên người Harai, có bệnh chung của người da trắng, mùi cơ thể, hơn nữa còn là loại mùi rất nồng. Mặc dù đã xịt nước hoa, Giang Hải vẫn nhăn mũi. Thời vừa bước vào thế giới hắc ám, Giang Hải từng có một thời gian rất hoài nghi, người da trắng và người da đen vì sao lại thích ôm như vậy. Một ngày nọ, Giang Hải đột nhiên nghĩ ra. Cái này không giống như thói quen của loài chó sao. Ôm ấp nhau, người người mùi là biết thân phận của đối phương. Thật không ngờ, anh Giang quả nhiên đến đúng giờ. Thời gian tiến vào cảnh giới còn 2 ngày nữa, Harai trước sau vẫn chú ý đến động tĩnh của Giang Hải cũng là điều dễ hiểu. Anh Giang thân mến, đi dạo bên ngoài thành vài ngày, có thu hoạch gì không? Cười mà không phải cười, ngoài cười nhưng trong không cười, trên mặt Harai mang theo ý châm chọc. Giang Hải không khỏi mỉm cười, trên địa bàn của người lập dị. Đương nhiên rất khó che giấu tung tích của mình. Trừ phi Giang Hải có công năng đặc biệt, có thể tàng hình. Phong cảnh cũng khá được. Giang Hải qua loa một câu, lập tức hỏi, ngày kia, đi như thế nào? Harai mỉm cười, ngày kia, sẽ có một chiếc xe đến đón anh. Giang Hải gật đầu, tỏ ý mình đã biết rồi. Harai lại nói, anh Giang thân mến, ngày kia đi cảnh giới, còn hy vọng anh có thể phối hợp, thông cảm nhiều hơn. Ý anh là sao? Giang Hải nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Harai, tên này là một người thông hiểu phương Đông, là một người rất biết cách nói chuyện. Đương nhiên, lòng dạ rất nhiều âm mưu đen tối, tâm tư kín đáo, vô cùng xấu xa. Cảnh giới, là bí mật của người lập dị chúng tôi, đi đến cảnh giới, anh Giang cần phải che đi ngũ thức. Mắt không thể nhìn thấy, miệng không thể nếm, tai không thể nghe, mũi không thể ngửi, càng không thể chạm vào bất cứ thứ gì. Cứ như vậy, Giang Hải bị bọc thành một cái bánh chưng, vận chuyển đến vị trí nào đó nhưng không biết toàn bộ quá trình. Đối với việc này, Giang Hải cũng có thể hiểu được. Nhưng Harai không biết, từ chuyến đi núi Chu lần đó, Giang Hải đột nhiên có loại cảm ứng đặc biệt, ví dụ như, có thể cảm ứng được phương hướng và khoảng cách của ngôi sao đại diễn. Giang Hải rất tự tin, cảnh giới đang ở gần đây, cũng xuất phát từ loại cảm ứng huyền diệu khó giải thích này. Được thôi. Giang Hải đồng ý. Tạm biệt Harai, rồi lên lầu tắm rửa, ngủ một giấc thật ngon. Cách một ngày sau, xe đón Giang Hải đến đúng hẹn. Vì lý do an toàn, người lập dị chuẩn bị cho Giang Hải một chiếc mũ bảo hiểm bạc lấp lánh, sau khi đội lên tràn ngập tiếng âm nhạc bùng nổ. Mà thân thể của anh, cũng bị mặc một tầng áo giáp cổ quái. Ngồi vào trong xe, chiếc xe chậm rãi rời đi.
nhắm mắt lại, Giang Hải cảm giác được, giờ phút này, tuyến đường xe đi lại càng thêm sóc này, mà loại cảm giác vi diệu này dần dần mất đi tung tích. Nói cách khác, giờ phút này, cách Lục Ngã càng ngày càng xa. Đi hơn nửa giờ, chiếc xe đậu trong một sa mạc hoang vu. Mồ hôi từ trên trán, trên mặt chảy ra, trên làn da rám nắng trở nên bóng loáng đen kịt. Áo thun ướt đẫm mồ hôi bám chặt vào cơ thể cực kỳ cân bằng với các đường nét cơ bắp. Mũ bảo hiểm và áo giáp trên người rốt cục cũng được tháo ra, Giang Hải mím đôi môi. Da môi cuộn lên, cứng và thô ráp. Nhưng hai mắt Giang Hải lại trong suốt sáng ngời. Đây là một thung lũng nhỏ, họ đang ở nơi thấp nhất. Nhìn xung quanh, chỉ có thể nhìn thấy không có sự sống, sa mạc không có một gốc cây ngọn cỏ. Máy móc ầm vang, hàng trăm mét vuông trên một khu đất trống, một số máy xúc đang điên cuồng làm việc. Một hố sâu khổng lồ đã được đào lên trong sa mạc. Cát bụi bay mù trời, đám cát đó đã che khuất cả bầu trời. Cách đó không xa, đó là một hàng lều bạt. Mà ở trong thung lũng sa mạc bốn phía, ẩn giấu không dưới trăm tay bắn tỉa. Sâu trong hố sâu nhất, lộ ra một khối đài đá khổng lồ, toát ra cảm giác tang thương. Nhưng đây chỉ là bề ngoài, Giang Hải có thể cảm giác được, cát xung quanh tảng đá này được bao phủ không lâu trước. Hơn nữa, đôi mắt sắc bén của Giang Hải chú ý tới trên đài đá còn lưu lại một vết đục hoàn toàn mới. Khóe miệng hơi nhếch lên, người lập dị rốt cuộc muốn làm cái quái gì? Che đầu che mặt đem mình đến nơi này, chẳng lẽ là để xem bọn họ làm công trình? Giang Hải yên lặng nhìn chăm chú vào bệ đá dưới hố sâu này. Đây chính là cảnh giới. Đừng quá hài hước, thật sự cho rằng Giang Hải là đồ không biết phân biệt hàng tốt xấu từ quê mới lên sao. Đây chỉ là lối vào. Cách đó không xa, một thanh niên đi tới, toàn thân trên dưới đều được giấu trong áo dài đen. Phía sau anh ta chen chúc rất nhiều người, nhìn ra được người này có địa vị rất không bình thường. Anh chính là Giang Hải. Giọng nói rất cứng rắn, cũng không thân thiện lắm, dường như trong giọng điệu mang nặng thái độ thù địch. Anh là ai? Giang Hải hỏi ngược lại, sắc mặt cũng trầm xuống. Người cùng anh tiến vào cảnh giới. Thanh niên kia cười nhạo, xoay người, cách đó không xa, một chiếc xe hơi chậm rãi chạy tới. Đây là một chiếc xe cải tiến, bộ dáng quái dị nhưng ở trong sa mạc lại như đi đường đường bằng. Lên xe đi. Người trẻ tuổi sử dụng giọng điệu không thể hoài nghi. Giang Hải ngồi vào trong xe, mà chiếc xe này lại lái thẳng vào hố sâu. Cuối cùng, dừng lại trên bệ đá. Ở cự ly gần, Giang Hải càng xác định, cái bệ đá này, tuyệt đối không phải là đồ cũ, mà là đồ mới xây lên gần đây. Bệ đá chậm rãi chìm xuống, không bao lâu, lần nữa rơi vào một mảnh tối đen, không thấy một tia ánh sáng. Ngay sau đó, Giang Hải nghe được giọng nói của Harai. Anh Giang thân mến, anh có thể phải ở trong xe 1 đến 2 tiếng. Giang Hải im lặng không lên tiếng, tiếp theo, xe lại bắt đầu chậm rãi di chuyển. Giang Hải hoàn toàn ở trong bóng tối, bất luận cố gắng mở to hai mắt như thế nào, nhưng trước sau đều không nhìn thấy một tia sáng. Nhưng, không bao lâu, lại lần nữa cảm ứng được cảnh giới. Lông mày giãn ra, Giang Hải triệt để hiểu được người lập dị rốt cuộc muốn làm cái gì. Cho phép Giang Hải tiến vào cảnh giới, tuyệt đối là một ngoại lệ, trước giờ chưa từng xuất hiện, sau này chắc chắn cũng không có ai thay thế được. Vì vậy, cố ý làm một dấu hiệu giả tạo bên ngoài. Thật ra, cảnh giới ở trong thành phố Lục Ngã. Quả nhiên, loại cảm giác này càng thêm rõ ràng, Giang Hải biết bận rộn làm việc mấy tiếng đồng hồ, bọn họ rốt cục trở về rồi. Chờ Giang Hải đi xuống xe, đã ở trong một cái động tối đen, không ít người lập dị đã chờ đợi một thời gian dài. Cậu Giang thân mến, đã tới cảnh giới rồi. Đứng đầu là một ông lão áo dài đen có giọng điệu không lạnh không nóng. Giang Hải nhìn về phía một cánh cửa tối đen, màu đen dường như có thể nuốt chửng được tất cả. Cánh cửa này, chính là một trong cảnh giới, trong đó, có lẽ ẩn giấu đáp án Giang Hải muốn biết. Người lập dị không có ý muốn mở ra, mà là đồng loạt nhìn chằm chằm Giang Hải. Giang Hải mỉm cười, chờ tôi từ cảnh giới đi ra, phúc thự bản khắc đá, sẽ đến tay của các người. Người mặc áo dài đen cười quái dị, anh Giang, thứ cho tôi mạo muội, người lập dị còn chưa từng tận mắt chứng kiến phúc thự bản khắc đá trong tay anh, càng không xác định, thánh vật này, có phải thật sự ở trong tay anh hay không? Đích xác, sự tín nhiệm đối với Giang Hải chủ yếu đến từ cái loại thần dược kia. Theo quan điểm của người lập dị, các loại thần dược có thể giải phóng lời nguyền quan trọng hơn nhiều so với phúc thự bản khắc đá gì đó.
Ít nhất, đã có người thành công trong việc giải trừ lời nguyền, mặc dù không hoàn toàn, nhưng điều này ít nhất có thể cho phép người lập dị nhìn thấy hy vọng về sự tiếp diễn của gia tộc. Mỉm cười, đồ, được đặt trong két sắt ở khách sạn. Người của ông, có thể đến xem. Giang Hải đặt nó trong một cái dương trong suốt, trong đó bố trí một chút thuốc nổ. Loại điều khiển điện thoại từ xa, chỉ cần Giang Hải muốn, cái dương kia bất cứ lúc nào cũng có thể tan thành cho bụi. Nghe được tin tức này, thân thể ông lão áo dài đen rõ ràng run lên một chút. Ông ta rất xúc động, ông ta sẽ sớm được nhìn thấy phúc thự bản khắc đá. Ý nguyện từ mấy ngàn năm của gia tộc rốt cục cũng có ngày kết thúc. Chỉ cần người lập dị biết rằng hàng ngàn năm trước, vì lý do gì mà họ đã đi ngược lại thần linh, họ sẽ ngay lập tức xưng tội với hy vọng nhận được sự tha thứ của thần linh. Vừa định phân phó đi xuống, đi lấy phúc thự bản khắc đá kiểm tra thật giả. Giờ phút này, nụ cười dữ tợn của Giang Hải lại vang lên. Các người chỉ có thể nhìn một cái, lại không thể động vào nó, chỉ hơi rung lắc một chút, đều có thể làm cho phúc thự bản khắc đá nổ vỡ tan tành đấy. Chỉ cần tôi từ cảnh giới đi ra, cái dương đó, tự nhiên sẽ là của các người. Trên đời này, không có lời nói của ai là đáng tin cậy, cho dù có 10 phần nắm chắc, Giang Hải vẫn phải lưu lại cho mình một con đường lui. Không lấy đồ ra, người lập dị làm sao biết được thật hay giả. Harai ở sau đám đông thấp giọng nói chen vào. Anh ta chỉ là một người hầu, nhưng địa vị hết sức quan trọng. Giang Hải nhìn cánh cửa tối đen, cười lạnh, đây là cảnh giới. Đương nhiên rồi. Tôi chưa đi vào, làm sao biết được là thật hay giả. Anh Giang, anh có chút vô lý rồi đó. Harai tranh cãi. Ông lão áo dài đen giơ tay lên ngắt lời, mở cửa ra. Ông ta không sợ Giang Hải chạy, bởi vì căn bản không thoát khỏi lòng bàn tay người lập dị. Ở Lục Ngã, ngay cả nơi ở của một con kiến cũng nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ. Cho dù là một con rồng, đến nơi này, cũng phải cuộn mình lại. Cho dù là những lão đại của hội thiện dĩ, đến Lục Ngã, cũng phải khiêm tốn không dám liều lĩnh. Gia chủ, không xác minh thật giả sao? Harai nhỏ giọng nhắc nhở. Người áo dài đen cười, bả vai rung rung không ngừng, đối với tinh thần giữ chữ tín của anh Giang, tôi vẫn rất tán thưởng. Dưới áo dài đen, tiếng khớp xương của người áo dài đen vang lên răng rắc. Phía sau, Harai khẽ nhướng mày, đây là ám ngữ của bọn họ. Giang Hải tiến vào cảnh giới, tự nhiên sẽ mất đi liên hệ với thế giới bên ngoài. Harai sẽ tìm kiếm các chuyên gia tháo dỡ tốt nhất và ngay lập tức phân chia chiếc dương thành nhiều phần nhỏ. Chữ tín. Thế giới hắc ám, chỉ có kiêng kỵ và cảnh giác lẫn nhau, không có thứ gì được gọi là chữ tín cả. Nếu như, Giang Hải từ trong cảnh giới đi ra, lại đổi ý không giao phúc thự bản khắc đá ra. Lại chẳng thể làm gì được Giang Hải, đến lúc đó người lập dị chẳng phải sẽ lỗ to rồi sao? Chậm rãi đến gần, vẻ mặt Giang Hải trịnh trọng và cảnh giác. Cửa ra vào tối đen, mặc dù ánh sáng chiếu lên trên, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đường viền. Như thể ở trên đó được sơn một lớp vật liệu hấp thụ ánh sáng. Nhưng Giang Hải lại vẫn rất kiên định, cánh cửa này đã trải qua thời gian dài, sự cổ xưa cùng tang thương trên đó, bất luận như thế nào cũng không làm giả được. Không biết người lập dị dùng phương pháp gì, ở giữa cửa đen, xuất hiện một đoàn ánh sáng nhỏ, như gợn sóng chậm rãi bập bềnh ra bốn phía. Và tại thời điểm này, một số người lập dị đi thẳng. Lại đi xuyên qua cửa mà vào. Điều này... quả thực lật đổ khoa học, lật đổ nhận thức của Giang Hải. Chẳng lẽ, hai mắt mình cũng sẽ xuất hiện ảo giác? Anh Giang, mời. Giang Hải hơi trầm ngâm, chậm rãi tiến lên. Khi sắp đi vào trong màn ánh sáng màu đen, đồng tử của Giang Hải chợt co rút lại. Trên cánh cửa tối đen, lại có một hoa văn mà Giang Hải rất quen thuộc, sống động như thật. Chương 273. Hoa văn ác thú. Cho dù mắt Giang Hải bị mù, đồ án này cũng tuyệt đối sẽ không nhận sai. Cửa lớn cảnh giới của người lập dị, sao lại có hoa văn thao thiết? Thao thiết là thần vật trong thần thoại hư cấu của phương Đông, còn được gọi là bào hiêu. Mặt người thân cừu, răng hổ tay người, đặc điểm chủ yếu nhất chính là mắt dưới nách. Nhìn chăm chú vào hoa văn thao thiết, lông mày Giang Hải hơi nhíu lại. Trong lòng có vài phần tin tưởng đối với một loại suy đoán. Truyền thuyết kể rằng những gì được ghi lại trong Sơn Hải Kinh không phải là suy đoán, mà là thực sự tồn tại. Chẳng lẽ, thật sự có văn minh viễn cổ? Anh Giang cứ bước vào là được. Phía sau, Harai thúc giục một tiếng. Giang Hải nhấc chân lên,
một bước tiến vào. Vừa mới vượt qua cách cửa đen, cả người Giang Hải lập tức căng thẳng, bởi vì giờ phút này, anh đang ở trong trận pháp. Nhìn xung quanh, Giang Hải sang trái ba bước, sau đó lùi thêm vài bước. Sờ vào cằm, trầm ngâm nghĩ thầm. Đây là một loại trận pháp mê ảo của phương Đông, không được tính là ảo trận cao thâm gì. Trận pháp này sớm đã thất truyền, cho dù lưu truyền đến nay, cũng không ai có thể bố trí ra, dường như thiếu thứ mấu chốt gì. Nhưng ảo trận phương Đông, vì sao lại xuất hiện ở Lục Ngã? Xuất hiện trong thập thánh địa của người lập dị. Kết hợp với hoa văn thao thiết vừa nhìn thấy, trong lòng Giang Hải rối rắm lại phức tạp. Cảnh giới, tất cả đều tràn ngập hương vị phương Đông, nơi này, thật sự là thánh địa của người lập dị sao? Nếu có người nói, người lập dị thật sự là một mạch của phương Đông, trong lòng Giang Hải sợ là cũng phải tin vài phần. Nếu như nói, đây là bí cảnh của phương Đông, dường như sẽ càng làm cho người ta tin tưởng hơn. Nhưng trong lịch sử, phương Đông đối với Lục Ngã nơi này đây, dường như chưa bao giờ thực tế khống chế qua. Ngay cả khi có giao lưu cũng chỉ là kinh doanh. Bọn họ, đi đâu rồi? Ở phía trước Giang Hải, có 5 người lập dị đã tiến vào. Nhưng giờ phút này, nơi Giang Hải đang ở, lại chỉ là một cái động đá. Trên đỉnh đầu, từng ngọn đèn dầu cực kỳ nhỏ lắc lư, tựa hồ muốn nhắc nhở Giang Hải thở mạnh thì sẽ tắt. Đèn dầu một đường dẫn vào trong, uốn lượn cho đến khi nó đi sâu trong bóng tối. Đi về phía trước một vài bước, ngay cả đèn dầu vô dụng cũng biến mất. Lúc này, phía sau xuất hiện tiếng người, Giang Hải lách mình, trốn trong bóng tối. Đôi mắt đen sáng ngời nhìn mấy người xuất hiện từ trong khoảng không. Suýt chút nữa đạp sai một bước. Mấy người bọn họ đâu? Phù, đến rồi. 5 thanh niên của người lập dị xuất hiện cùng nhau. Hưu, chúng ta phân công thế nào? Tiến vào cảnh giới, đương nhiên là mỗi người tìm kiếm cơ duyên, hy vọng các anh có thể có thu hoạch. Chẳng lẽ chúng ta không đi cùng nhau sao? Lúc này đây, có một người phương Đông. Cái kia tên là Hưu, rõ ràng có thân phận cao quý hơn một chút. Ngẩng cao đầu, hừ lạnh một tiếng, nếu nhìn thấy, thì gửi cho anh ta một chút quà là được. Nếu anh ta chết ở đây, cũng không thể đổ lỗi cho người khác. Một người khác cười ha ha, bởi vì anh ta đã cướp đi người con gái thánh khiết, Hưu. Maureen chính là của mọi người, anh ta chẳng qua cũng chỉ là có được đêm đầu tiên của cô ta mà thôi. Ngoặc kép. Không ngờ, gia tộc lại đưa người phụ nữ thánh khiết của gia tộc ra ngoài. Hưu, có phải anh? Lời nói dừng lại đột ngột. Người nói chuyện đột nhiên nhớ tới cái gì đó, vẻ mặt hoảng sợ, nhìn chằm chằm Hưu. Hưu sắc mặt tái xanh, cắn chặt răng. Nhìn lại một cái, hừ nói không chừng, anh ta ngay cả ảo cảnh này cũng không qua được. Một người khác cười điên cuồng, ngay cả chúng ta cũng thỉnh thoảng đi sai, huống chi đến anh ta. Ở trong ảo cảnh đói bụng mấy ngày, đương nhiên sẽ có người trong gia tộc kéo anh ta ra ngoài. Đến lúc đó, cũng đừng nói người lập dị chúng ta không cho anh ta cơ hội tiến vào cảnh giới. Lập tức, mấy người nhìn nhau cười, chỉ có Hưu, sắc mặt trước sau vẫn âm trầm. Hai tay nắm chặt, mắt lóe lên ý muốn giết người. Trong bóng tối, khóe miệng Giang Hải hơi nhếch lên. Lúc trước, muốn người phụ nữ của người lập dị, chẳng qua chỉ là đùa giỡn mà thôi, không ngờ lại bị người ta nhớ đến. Mấy người lấy vật chiếu sáng từ trong người ra, kiểm tra xung quanh. Nơi này, đã bị người ta mò mẫm vô số lần rồi. Người nói chuyện chính là Hưu, đối với động đá chung quanh, không thèm nhìn nhiều một cái. Mà một người khác, rút ra một mảnh vật nặng nề từ trong vách đá, nghiêm túc nhìn xem xét. Giang Hải ở trong bóng tối, vuốt ve vách đá thô ráp bên cạnh. Thì ra, trong những vách đá này lại có loại cơ quan này. Một mảnh đá được khảm trong vách đá, mà, trên những mảnh đá này, khắc đầy phù văn. Chữ tượng hình. Giang Hải nhíu mày, chẳng lẽ là chữ Ai Cập cổ đại? Các chữ tượng hình đều được phát triển từ các bức tranh nguyên thủy, kéo dài lưu truyền hàng ngàn năm. Thời kỳ cổ xưa đầu tiên có thể truy nguyên đến năm 900 trước công nguyên. Giang Hải không thể tưởng tượng được, tiến vào cảnh giới, lại phát hiện nhiều bí ẩn như vậy. Cửa là hoa văn thao thiết, bên trong cửa có ảo trận phương Đông, mà trong đó, trên mảnh đá bất ngờ là tiếng Ai Cập cổ đại. Hơn nữa, rất có khả năng loại phông chữ này cực kỳ cổ xưa. Người nọ lại không vội, nghiêm túc nhìn phù văn trên mảnh đá, trong miệng đọc lầm thầm, 16 thần linh từ trên trời hạ xuống, giống như mặt trời chói mắt. Văn tự, ngôn ngữ. Khi làm trái ý chí của thần linh, thiên địa đều sẽ hủy diệt. Thiên tai, lũ lụt. Những thứ này,
ai mà chẳng biết. Hugh nói, năm đó, nô lệ các quốc gia, tiêu hủy những ngôn ngữ văn tự đó, còn không phải vì giấu bí mật nơi này sao? Chỉ là, không ngờ, truyền thừa của phương Đông, có thể đến hôm nay. Hugh nghiến răng nghiến lợi, anh ta hận không thể băm Giang Hải ra làm vạn mảnh. Chỉ vì, Maureen trở thành người phụ nữ của Giang Hải, mà anh ta tổn thất quyền được hưởng đêm đầu tiên của Maureen. Ánh mắt Giang Hải quay vòng, trong lòng run sợ. Sự xâm lược, chiếm đóng và cướp bóc tài nguyên là những đặc điểm của thời đại khám phá cách gọi thông thường về những khám phá địa lý đạt được trong khoảng thế kỷ 15 tới giữa thế kỷ 17. Giang Hải không ngờ, những tạp chủng này lại cố ý tiêu hủy những ngôn ngữ dân tộc này, thậm chí là văn tự, cũng để thuận tiện cho việc nô dịch. Đừng quên, chúng ta chỉ có thể ở đây 3 ngày. Hai người các cậu một tổ, tôi tự mình đi là được rồi. Nói rồi làm người đầu tiên đi vào bóng tối. Thẳng đến khi mấy người này rời đi không nhìn thấy một tia ánh sáng, Giang Hải trầm ngâm trong chốc lát, mới chậm rãi đi theo. Gập ghềnh không biết đã đi bao lâu, trong lòng Giang Hải cũng sinh ra một loại bất an, đám người lập dị chết tiệt này, lại không thông báo cho mình cần thiết bị chiếu sáng. Tại lúc này, một ánh sáng xuất hiện ở phía trước. Trong bóng tối, trong vách đá bị kéo ra một đá phiến, một người cầm đèn pin, xem say mê. Người này mặc áo dài đen, nhìn không rõ là người nào, bóng người bị kéo ra rất dài. Anh ta cho rằng ở chỗ này là an toàn, nhưng không ngờ, Giang Hải luôn luôn ở phía sau rình rập. Lúc này, người áo dài đen hoa chân múa tay vui sướng, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Giấu mình trong bóng tối, khóe miệng Giang Hải nở nụ cười. Chậm rãi, tiến lên lên trước. Anh cần trang bị trên người đối phương, ít nhất, phải có thiết bị chiếu sáng. Thì ra là thế nào? Giang Hải dùng giọng điệu cứng nhắc hỏi. Phương Đông có một cái đỉnh, chỉ cần lấy được vật này, người lập dị chúng ta sẽ thống trị thế giới. Thứ nà, là vật của thần linh, vốn nên thuộc về người lập dị chúng ta. Vậy sao? Giang Hải cười đùa, thực ra, tôi không cần anh giải thích, tôi có thể tự mình xem. Ngoặc kép. Chữ tượng hình ở đây, thật là kỳ diệu, nội dung chính biểu đạt một ý nghĩa, không cần phải rối rắm với ý nghĩa cụ thể của ký tự nào đó. Cùng với chữ giáp cốt của thần châu hiệu quả như nhau, chỉ cần hiểu được quy luật trong đó, cũng không khó để đoán ra ý nghĩa của nó. Chỉ là, cần phải hiểu một số quy luật của nó, nếu không cũng chỉ là người mù mò mẫm. Chờ tôi xem xong, người mặc áo dài đen mang theo giọng điệu không thể hoài nghi. Giang Hải đứng ở một bên, lấy ra một điếu thuốc, không sao, chúng ta có thời gian 3 ngày, không gấp. 3 ngày, rất nhiều sao. Anh có biết có nơi này cất giấu bao nhiêu bí mật không? Hừ lạnh một tiếng, người mặc áo dài đen lúc này mới từ trong nổi hân hoan tỉnh táo lại. Nét mặt cứng lại, hơi sửng sốt, giọng nói bập bẹ của Giang Hải lộ ra vẻ xa lạ. Trong đó ngữ pháp còn sai một vài chỗ. Hửm, đột nhiên quay đầu lại, anh là ai? Phía sau, không có người nào, hang đá trống rỗng tản ra cảm giác khiến người ta sợ hãi, mà trên mặt đất, có một mẩu thuốc đang bốc khói nhàn nhạt. Khóe miệng Hưu giật giật, cả người phát run. Cảnh giác và sợ hãi nhìn xung quanh. 3 ngày, Giang Hải chỉ có 3 ngày. Không có bất kỳ sự chậm trễ nào, Giang Hải giống như ma quỷ xuất hiện phía sau Hưu. Ngay sau đó, Hưu ngất xỉu trên mặt đất. Kéo người sang một bên, trói chặt lại, lập tức Giang Hải dùng trang bị của Hưu, nhìn lên nội dung trên phiến đá. Đây là một bức tranh, vài người quanh người được bao bọc bởi hào quang đang vây quanh lại với nhau. Mà ở giữa bọn họ chính là đỉnh Sơn Hải. Hiển nhiên, những thần linh này nảy sinh mâu thuẫn nào đó, nét mặt người nào cũng cực kỳ dữ tợn. Sau đó, bọn họ lao vào đánh nhau. Thằng thóc này, nhìn thế nào mà ra có được Sơn Hải đỉnh là có thể thống trị thế giới vậy? Giang Hải thật sự không hiểu rõ, những hình ảnh này, quá mức quỷ dị, trên đời nào có thần linh gì? Đặt các mảnh đá trở lại và tiếp tục nhìn vào tấm tiếp theo. Lần này, Giang Hải có chút hiểu. Trong hình ảnh xuất hiện một người khác, cầm đỉnh trong tay, đập chết mấy người phát sáng lúc trước. Mà đỉnh Sơn Hải, hiện ra hào quang chói mắt, miệng đỉnh, xuất hiện một vòng xoáy, cuối cùng người kia nhảy vào vòng xoáy. Bức tranh cuối cùng, là trong đỉnh Sơn Hải chứa đầy vô số kho báu. Phần cuối bức tranh, xuất hiện 3 ký tự kỳ lạ cổ quái. Cân nhắc một lúc, Giang Hải suy đoán, 3 chữ này hẳn là tu chân giả. Truyền thừa của đế vương chính là truyền thừa tu chân, cho nên võ giả, cho dù là cổ võ giả ở trước mặt Giang Hải cũng nhỏ bé như con kiến. Người đời không biết chính là,
truyền thừa tu chân, cũng không chỉ có đế vương. Phương Đông, vẫn còn rất nhiều người có truyền thừa tu chân giả. Về phần phương Tây, cũng có bóng dáng của tu chân giả, chẳng qua bọn họ thường được xưng là thầy phù thủy hoặc tên gọi khác. Kế tiếp, Giang Hải điên cuồng lục lọi bốn phía. Muốn tìm hiểu mối liên hệ giữa đế vương và đỉnh Sơn Hải. Nhưng, không tìm được gì. Dường như truyền thừa của đế vương, từ không trung xuất hiện. Nghĩ đến truyền thừa, Giang Hải lại cảm thấy có chút buồn cười. Mình thân là đế vương, dĩ nhiên muốn tìm nguồn gốc của đế vương, hơn nữa, đây là một chuyện mà các đế vương tiền nhiệm đều không thể không làm. Đế vương rốt cuộc từ đâu mà đến, lại vì sao lại không biết mình vì sao mà phát triển. Sắc mặt Giang Hải càng thêm thâm trầm. Chuyện quá khứ, đã trở thành mây khói. Nhưng, đế vương truyền thừa vẫn tiếp tục. Quay người lại, nhìn Hưu một cái, sâu trong khoang mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Người lập dị, thật sự là dã tâm lớn hơn trời. Vừa muốn giải trừ lời nguyền trên người, vừa vọng tưởng thống trị thế giới, hơn nữa, ảo tưởng của người lập dị chưa bao giờ thay đổi, dù chỉ một chút. Chương 274. Không đúng. Giang Hải đột nhiên bừng tỉnh, anh xoay người lại, nhìn những miếng đá kia một lần nữa. Rồi anh lại đem hết những miếng đá ra lần nữa, xếp thành một hàng. Hay là, xếp thứ tự ngược lại xem thử. Tự nhiên trong đỉnh xuất hiện vòng xoáy, một bóng người đột nhiên hiện ra trên hư không. Nhưng mà, kế tiếp, cũng không phải là dùng đỉnh đập chết những người khác, mà là thông qua đỉnh để truyền một thứ năng lượng kỳ lạ cho bọn họ. Rồi người này biến mất, những người còn lại, vây quanh đỉnh, thống trị cái thế giới này. Nếu như giải thích như vậy, không chỉ có thể giải thích được, mà thậm chí, còn có sức thuyết phục cao. Nhưng mà, những thứ này, thì có liên quan gì với đế vương đây? Suy cho cùng thì đế vương, từ đâu mà đến, lại đi về nơi nào? Chẳng lẽ mục đích chính của đế vương chỉ là lãnh tụ của sứ giả lái buôn Phương Đông, đại biểu cho thế lực hắc ám của Phương Đông? Nhưng còn con đường tơ lụa trước đây đi đâu rồi? Đông Phương Thần Châu, qua lại với thế giới bên ngoài cũng ít, thế thì còn cần đế vương để làm gì? Những vấn đề này, không thể suy nghĩ nghiền ngẫm ngay lúc này được. Vào trong thập thánh cảnh đã được nửa ngày, cầm lấy đèn chiếu sáng, anh bắt đầu lật xem những miếng đá. Không biết qua thời gian bao lâu, Giang Hải chợt cảm thấy mình mỏi mệt lạ thường, mắt cay xè, môi khô khốc. Không ăn không uống không ngủ không nghỉ, dừng lại ở một nơi cô đơn như thế này, đối với tinh thần một con người, là một hình phạt tra tấn dã man. Xem qua rất nhiều, trong đó, toàn là những tin tức làm xôn xao dư luận. Khẽ nhắm hai mắt lại, trong tim anh run lên một hồi. Thậm chí, trông anh có vẻ đau khổ. Qua hồi lâu, Giang Hải từ từ mở mắt, hít sâu một hơi, giấu hết tâm tư tình cảm trên mặt vừa nãy, hoàn toàn tập trung tinh thần vào những miếng đá này. Bốn phía, anh đều lật xem qua một lần, cũng không có tin tức mà Giang Hải cần. Đa phần đều nói về việc thần ma đại chiến. Các vị thần của Nhiếp Chỉ, thần Phật Văn Minh, đạo gia tu chân, ai cũng như ai. Đằng sau, vọng lại tiếng Hưu kêu rên, gọi ai đó cứu mình. Giang Hải khẽ nhíu mày, anh vốn không muốn tăng thêm nghiệp sát sinh, chỉ là cái tên Hưu này, mai sau, e là cũng không tha cho Giang Hải. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát một phát cho nhanh gọn lẹ. Nhưng, khóe miệng Giang Hải vừa lộ ra vẻ khát máu, cách anh không xa, vọng lại một tiếng bước chân. Giang Hải lập tức tắt thiết bị chiếu sáng, anh rơi vào trong bóng tối. Ai đó? Một thanh niên đội mũ đèn như của người thợ mỏ, mò mẫm tường gạch mà tìm tới đây. Welton, là cậu sao? Cứu tôi! Hugh kêu thảm thiết, yên tĩnh, tối tăm, sợ hãi. Vì không có bất kỳ một tia sáng nào ở đây cả, nên sẽ khiến con người ta thấy sợ hãi. Hugh, đã gần như sụp đổ. Hang đá rất lớn, cũng rất sâu, hơn nữa, căn cứ theo phán đoán của Giang Hải, ở sâu bên trong hang động này, vẫn còn có trận pháp, khoảng cách xa hơn một chút. Cho dù Hugh có hét khan cổ họng cũng không ai nghe thấy. Hugh! Welton! Welton! Cứu tôi! Giang Hải cởi hết quần áo của Hugh ra, rồi trói anh ta lại thật chặt. Welton vội vàng bước lại gần, anh ta vừa lớn tiếng hỏi Hugh đã xảy ra chuyện gì, lại vừa thò tay muốn cởi bỏ những sợi dây bằng vải. Nhưng, những chuyện phát sinh tiếp theo đây, còn khiến Giang Hải mắc cười hơn. Thiên hạ này, từ trước đến nay, bản tính con anh... Vẫn cứ, Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Welton ngồi thẳng dậy, cầm ngọn đèn soi xung quanh. Thấy không có ai, anh ta mới ngồi tựa lưng vào tường đá,
vẻ mặt thích thú. Hưu, anh thật là đáng thương. Nói cho tôi biết, là ai làm anh ra nông nỗi này, tôi sẽ báo thù cho anh. Tuy họ đều là người lập dị, nhưng Welton thật tình chẳng muốn cứu Hưu tí nào. Thậm chí, trong đôi mắt anh ta, còn lóe lên sự gian xảo và khát máu. Welton, mau cởi trói cho tôi. Hưu gào lên, từ đó đến nay, anh ta đều ra vẻ ta đây, vì vậy bây giờ anh ta vẫn nói bằng giọng điệu ra lệnh. Cởi trói sao? Sẽ có người giúp anh cởi trói đấy, nhưng mà, phải đợi sau khi anh chết. Welton nhếch môi, vẻ mặt anh ta trông rất dữ tợn, không bao lâu nữa, tất cả mọi người lập dị đều sẽ biết, là cái tên nhóc Đông Phương kia mới là người giết anh. Vẻ mặt Hưu kinh hãi, tiếng nói hơi run run, rốt cuộc anh ta cũng chịu từ bỏ vẻ mặt kiêu ngạo, ta đây lúc trước Welton, anh đang nói cái gì thế, bây giờ đâu phải lúc nói đùa. Bộ anh nghĩ tôi đang nói đùa hay sao? Welton lớn tiếng gào, gân xanh trên mặt anh nổi hết cả lên, khuôn mặt anh ta trông rất dữ tợn. Anh mới là người kế thừa vị trí thủ lĩnh người lập dị, chứ tôi đâu là gì. Cứ coi như là sau này anh leo lên vị trí gia chủ, thì anh cũng vẫn coi chúng tôi như là một bầy chó làm việc cho anh thôi. Nhưng nếu như, anh chết ở đây, tôi, sẽ giành được tư cách kế thừa này. Welton thuận tay cầm một miếng đá ngay sát bên lên, chậm rãi giơ lên cao. Một giây sau, anh ta chắc chắn sẽ nện cục đá này lên đầu Hưu, dường như anh ta đã tưởng tượng cảnh máu bắn ra, nên anh ta nhịn không nổi bèn bật cười. Hưu nhìn Welton một cách khó tin, anh ta lắp bắp, không. Không, anh không thể làm như vậy. Coi như là anh giết tôi, thì trước anh cũng còn ba người thừa kế nữa. Bọn họ còn có tư cách kế thừa vị trí gia chủ hơn cả anh. Welton cười nhạo, không kế thừa gia chủ được thì sao chứ, ít nhất, địa vị của tôi cũng cao hơn xưa nhiều rồi. Bụp, một tiếng nện trầm trầm vang lên, miếng đá to tướng đó đã nện vào đầu Hưu. A, à, cùng lúc đó, vang lên một tiếng la hét quằn quại đau đớn. Welton dường như vừa nghe được một tiếng quằn quại thật êm tai, anh ta cười sằng sặc, rồi, anh cứ nện hết lần này đến lần khác, cho đến khi Hưu chẳng còn một tiếng động nào nữa. Yên tâm đi, cái chết của anh, sẽ có tên nhóc Đông Phương kia chịu trách nhiệm. Mà tôi, lại tiến gần hơn đến vị trí tối cao thêm một bước. Có điều này, có lẽ anh chưa biết, trước đây, tôi cũng giết chết bao ổ như thế. Trong bóng tối, Giang Hải mỉm cười, rồi anh không thèm để ý Welton nữa, mà mò mẫm đi về hướng khác. Nhưng càng đi Giang Hải càng cảm thấy có gì đó bất thường. Bởi vì chỗ hang đá này, lại có rất nhiều cái lỗ trên tường. Có những cái lỗ, được đặt vào vài cái bình và chén đã bị bể, vài cái lỗ khác, thậm chí còn có cả những tác phẩm nghệ thuật trông thật tinh xảo. Giang Hải không nghiên cứu nhiều về văn vật, nhưng khi anh nhìn thấy những thứ này, rồi nhẹ nhàng cầm lên, vuốt ve, thì anh có thể cảm nhận được rất rõ ràng, cô đọng trên mình những cổ vật này, là năm tháng. Một cái bình đất trông chẳng có gì bắt mắt, trong bình còn chứa một thứ bột màu đen kỳ lạ. Nghiền ngẫm chiếc bình một lát, Giang Hải thình lình phát hiện, những ký tự khác trên bình, chúng hoàn toàn giống với những ký tự mà anh từng thấy trên những miếng đá kia. Một chiếc bình bằng đất ra đời từ 10.000 năm trước, có thể bảo tồn đến nay, quả thực là kỳ tích. Cái bình đất này, bị phong hóa đến nỗi không còn hình dáng rõ ràng, Giang Hải định cầm lên xem, nhưng, anh vừa chạm vào, nó đã vỡ thành hai nửa. Nhưng vẫn còn có thể thấy được hoa văn trên đó, đẹp đẽ phi phàm. Chiếc bình đất này không phải làm bằng đất sét, mà chỉ được nặn từ bùn đất bình thường, sau đó, được đem đi nung thành thành phẩm. Một đồ vật có từ 10.000 năm trước, nếu lọt ra ngoài, chắc chắn phải có một cái giá trên trời. Một thứ bảo vật như thế, vậy mà người lập dị lại để chúng ở đây, mặc kệ chúng bám bụi. Càng đi vào sâu bên trong, Giang Hải càng cảm thấy bất ngờ. Những thứ bảo vật ở đây, nếu đem đi bán hết, chắc chắn sẽ mua được cả một tiểu vương quốc. Ồ, mới đây mà cuối đường rồi sao? Giang Hải nhìn chằm chằm vào bức tường sừng sững trước mắt, anh sững sờ ngẩn người ra. Ở đây, tuy anh biết được nhiều bí mật, nhưng, lại không tìm được thông tin mà anh cần. Anh lại nhìn xung quanh thêm lần nữa, Giang Hải phát hiện đằng sau một bức tranh, có một quyển sách. Anh cẩn thận từng ly từng tí cầm lên, mặc dù đã rất cẩn thận rồi, nhưng tấm bìa sách bằng da dê vẫn nát ra một ít. Những trang giấy trong sách rất thô ráp, chất lượng giấy cũng rất thấp. Cuốn sách này tồn tại vào niên đại nào thì Giang Hải nhìn không ra, nhưng, ít nhất cũng phải gần ngàn năm. Căn cứ thời gian mà anh suy tính, vào niên đại này,
trang giấy hẳn là thông qua con đường tơ lụa mà lan truyền ra khắp thế giới. Tiếp theo là từ trang giấy mà viết thành sách. In ấn hay sao? Thôi tào lao quá, thời đó đâu ai có đầu óc phát minh siêu vậy. Điều khiến Giang Hải bất ngờ chính là, nội dung được viết trong tờ thứ nhất, chính là về đỉnh Sơn Hải. Rõ ràng là phong cách vẽ vật trừu tượng của phương Tây, phác họa cũng không có gì là đẹp mắt, nhưng vẫn làm cho người ta nhìn vào là nhận ra ngay, đây, chính là đỉnh Sơn Hải. Cuống họng khô khốc, tim đập cũng nhanh hơn. Giang Hải nuốt nước bọt, cảm giác họng mình như khô khốc dính lại với nhau. Lại lật một trang khác, trang giấy tự dưng nát rời ra khỏi sách, tan hoang giống như một cái mạng nhện bám đầy bụi bặm. Nhưng, nội dung của trang kế tiếp, làm Giang Hải càng giật mình hơn. Bên trong quyển sách này, vậy mà là dùng chữ tượng hình của Đông Phương Thần Châu. Chữ triện, nhưng, cũng không giống lắm. Đối với văn thư cổ đại, sư phụ không dạy cho anh nhiều lắm, Giang Hải chỉ đọc được nửa vời. Nhưng mà, việc không dành chữ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc suy luận nội dung trong sách. Nếu là văn tự chữ viết của Đông Phương Thần Châu, thì quyển sách này đã đến tay người lập dị vào lúc nào, cũng khó mà nói chính xác được. Có lẽ, nó được cất giữ ở Đông Phương mấy trăm năm, cũng có khả năng đó. Ồ, chữ này hình như là chữ gì? Ủa chữ này, chắc là dao động. Những văn tự cổ đại tối nghĩa khó hiểu như thế này, làm cho Giang Hải phải suy nghĩ nát óc. Nhưng, đọc vài đoạn, vẻ mặt của Giang Hải lại thay đổi. Từ biểu cảm khiếp sợ ban đầu, trở thành biểu cảm nghi ngờ khó tin. Khóe miệng anh, co quắp lại. Ôi hài quá đi. Cuốn sách này đâu phải cuốn sách quý gì, trong sách lại càng không có bất kỳ tin tức nào mà Giang Hải cần. Nếu như Giang Hải không nhìn lầm, thì nội dung trong sách là Nam Sơn Kinh Chi Thủ viết. Sơn, Kỳ Thủ viết Chiêu Diêu Chi Sơn, Lâm Vu Tây Hải Chi Thượng, Đa Quế, Đa Kim Ngọc. Hữu Thảo Yên, Kỳ Tráng Như Cửu Nhi Thanh Hoa, Kỳ Danh viết Trúc Dư, Thực Chi Bất Cơ. Cái cuốn này, chẳng phải là Sơn Hải Kinh sao? Giang Hải từ Đông Phương Thần Châu ngàn dặm xa xôi chạy đến lục ngã này đây, lại phải trả cái giá thật lớn mới vào được thập thánh cảnh. Chẳng lẽ, chỉ vì để đọc một cuốn Sơn Hải Kinh được ghi bằng chữ triện hay sao? Trong lòng anh chợt dâng lên một nỗi thất vọng. Anh buồn rầu thở dài vô cớ, Giang Hải ngồi nép qua một bên, mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Sơn Hải Kinh. Đỉnh Sơn Hải. Trước đây, vô số người cho rằng, xỉnh Sơn Hải và Sơn Hải Kinh có liên quan với nhau. Nhưng về sau, không có một bằng chứng nào cho thấy giữa chúng có bất kỳ mối liên hệ nào. Nhưng cũng chính lúc này, Giang Hải phát hiện, chính nhờ quyển sách này, mà khiến cho hai thứ đó có liên hệ với nhau. Giang Hải chưa từ bỏ ý định, anh lật qua lật lại mấy trang sách một cách mạnh bạo. Nhưng, nội dung trong sách, chính là Sơn Hải Kinh, một cuốn Sơn Hải Kinh không hề có dấu câu. Trừ những dấu ấn thời gian lắng đọng trên từng trang sách, trừ những trang giấy mục nát sách dưới. Đối với Giang Hải mà nói, thì cuốn sách này đúng là nát thật. Lấy gói thuốc ra, châm lấy một điếu, Giang Hải từ từ định thần lại. Anh suy nghĩ, đỉnh Sơn Hải, và Sơn Hải Kinh, rốt cuộc có liên quan gì với nhau? Sơn Hải Kinh thì Giang Hải đọc qua rồi, nội dung trong đó toàn là một đống hư cấu, nào là nói về địa lý sông núi, nào là nói về những con dị thú thần kỳ. Lật đến cuối cùng, Giang Hải cầm cây đèn dọi kỹ vào trang giấy. Vài trang cuối cùng của quyển sách này, đã bị ai đó xé đi mất. Anh bèn đọc nội dung của cái trang ngay phía trước của trang bị xé, Giang Hải khẳng định, nội dung của Sơn Hải Kinh, đã viết hết rồi. Vậy thì, trên những trang giấy bị xé này, sẽ viết những nội dung gì nữa đây? Nhìn kỹ những mẩu giấy còn dính lại, thì thời gian bị xé có lẽ là trước khi quyển sách này bị mục nát, những mẩu giấy này có chỗ dính lại ít, có chỗ dính lại nhiều. Giang Hải quan sát thật kỹ. Hai mắt từ từ nheo lại. Nội dung đắt giá nhất trong sách, chắc là chỉ có mấy trang cuối này thôi. Nhưng mà, chúng bị xé mất rồi. Đóng sách lại, Giang Hải vốn định xé luôn quyển sách này. Giấy nát dữ vậy, cứ nhẹ nhàng bóp một phát là nát ngay. Nhưng sau đó, Giang Hải đột nhiên dừng tay, rồi, anh trả quyển sách lại chỗ cũ. Có lẽ, một ngày nào đó, người lập dị cũng sẽ phát hiện ra vài trang cuối cùng bị xé đó. Có lẽ, bọn họ cũng sẽ bắt đầu đi tìm nội dung được ghi ở vài trang cuối là gì. Chương 275. Không lâu sau, Giang Hải lại tìm được một nơi chứa đầy sách nữa. Sách chất thành núi, cuốn nào cũng có. Những quyển sách ở đây, ghi chép những câu chuyện mà trước đó chưa từng có trong lịch sử. Điều đáng nói là,
Trong số sách đó, có một quyển nhắc tới mối liên hệ giữa đỉnh Sơn Hải và Sơn Hải Kinh. Các vị thần sáng tạo ra thế giới này, và họ cũng sáng tạo ra con người. Mà các vị thần từ đâu mà đến, từ một chiếc đỉnh lớn. Giang Hải nhớ lại quyển sách cổ lúc trước anh đọc, tờ thứ nhất là tranh vẽ đỉnh Sơn Hải, dùng phong cách vẽ trừu tượng phương Tây. Quyển sách cổ kia, có phải là từ phương Đông truyền vào phương Tây hay không, thì không rõ. Theo như nội dung được viết trong sách, thì vị thần sáng thế cũng chính là vị thần trong chiếc đỉnh kia. Mà, vị thần này truyền dạy cho vài người đồ đệ ở khắp mọi nơi trong thế giới, để truyền bá văn minh. Còn về truyền thuyết thần thoại, thì mỗi thế giới đều có người kế thừa riêng. Đông Phương, người khai thiên lập địa chính là sáng thần, và người sáng lập ra thế giới này chính là thần nữ. Vậy tức là, sáng thần chính là vị thần trong đỉnh sao? Giang Hải như đang ngồi trên cỗ máy thời gian, thông qua những cuốn sách này, những câu văn này, mà những thước phim ấy lại được tìm thấy lần nữa trong dòng chảy của thời gian. Trước mặt anh là một bức tranh, phác thảo ra những câu chuyện lịch sử đã từng xảy ra, lần lượt hiện lên trong đầu như thể là anh đã từng tận mắt chứng kiến chúng. Quyển sách rất dày, Giang Hải lật qua lật lại xem thật lâu, anh dường như quên mất thời gian. Bỗng nhiên, anh nheo mắt, ánh mắt anh sắc bén, khuôn mặt đanh lại. Giang Hải bỗng tìm thấy khoảng thời gian 1.500 năm bị biến mất khỏi lịch sử của Đông Phương Thần Châu. Trong khoảng thời gian này, đã xảy ra những gì? Theo như ghi chép trong sách, thật sự đã từng có một cuộc đại chiến giữa thần và yêu ma xảy ra, hơn nữa, lại là liên hoàn những cuộc chiến bất phân thắng bại. Những trận đại chiến này, còn làm liên lụy đến cả thế giới. Những cuốn sách đáng để người lập dị cất giữ trong thập thánh cảnh, chắc chắn phải có một độ đáng tin cậy nhất định. Người lập dị chắc chắn sẽ không cất vài câu chuyện ma để lừa gạt thế hệ con cháu đời sau của mình. Càng làm cho người ta kinh sợ đó là, trước khi có nhân loại, thì cõi thế giới này, còn tồn tại nhiều nền văn minh khác, chỉ có điều, chúng chưa kéo dài bao lâu thì đã bị hủy diệt. Trong sách giải bày kỹ càng từng chứng cứ rõ ràng, có cả thánh ngôn của các vị thần. Những gì đọc được trong cuốn sách này, hoàn toàn có thể làm đảo lộn nhận thức của một con người. Nếu như những luận điểm này đồn ra thế giới bên ngoài, thì một, là mình sẽ bị coi là một thằng đần. Hai, là tất cả lịch sử nhân loại và thần thoại, đập hết xây lại. Thở một hơi dài, bụng Giang Hải cứ đánh trống miết. Miệng đắng lưỡi khô, môi khô nứt đến nỗi chảy máu, mỗi khi muốn nuốt một miếng nước bọt, đều phải thật khó khăn, mà cổ họng khô khốc tựa như muốn dính vào nhau. Trong một không gian ngột ngạt lại nhỏ hẹp, không có một khái niệm thời gian nào, Giang Hải chỉ có thể căn cứ vào mức độ đói khát để phán đoán thời gian. Thời gian trôi qua cũng khá lâu, thánh cảnh thứ nhất trong thập thánh cảnh, bây giờ là lúc phải chuẩn bị đi ra khỏi đây. Đang muốn cất bước rời đi, lúc này, lông mày Giang Hải đột nhiên nhíu lại. Trong lòng anh chợt cảm thấy như có một cơ hội, một thứ năng lượng dồi dào đang tụ tập. Sắp thăng cấp, đạt đến cảnh giới như Giang Hải, mỗi lần thăng cấp cũng phải có cơ duyên mới thăng cấp được. Không ngờ, ở lục ngã, tại thập thánh cảnh của người lập dị, Giang Hải bỗng dưng sắp thăng cấp. Đây quả thật là một chuyện đáng mừng, nhưng Giang Hải lại cau mày, thật là không đúng lúc. Giang Hải đã trải qua 3 lần thăng cấp, một khi cảm được cơ hội thì phải ngồi xuống thiền định ngay. Nhưng bây giờ, sắp phải đi khỏi đây ngay. Đâu còn thời giờ cho Giang Hải ngồi thiền. Anh gắng gượng kìm nén, luồng khí tức trong người càng cuồn cuộn bành trướng làm cho Giang Hải suýt nữa thì nôn ra một bụng máu. Bỏ qua cơ hội lần này, thì lần sau không biết phải chờ tới khi nào. Nhưng mà Giang Hải cũng không thất vọng lắm. Người thừa kế đế vương, còn là lái buôn phương Đông, nói một cách dễ nghe hơn, là người làm ăn, điểm mấu chốt của anh là giữ được lợi ích cho phương Đông. Còn về thủ đoạn của mỗi người, đủ để tự bảo vệ mình là hay rồi. Tiếp theo, Giang Hải tốn thời gian nửa ngày, để thăm dò quy mô của cái hang này. Rắc rối phức tạp, lối dễ chằng chịt hơn cả mê cung. Nhưng, dăm ba thứ này cũng không ảnh hưởng đến việc Giang Hải biết mình đang ở vị trí nào. Càng đi sâu vào trong, hình dáng những đồ vật được cất giấu càng giống hiện đại, mà, địa thế, cũng tương đối thấp hơn. Cái hang động này, như là mà đào ra bằng tay không từ trong lòng núi. Nhưng mà, ngọn núi này to bao nhiêu, Giang Hải khó nói chính xác được. Trong nhiều tác phẩm khoa học viễn tưởng, hoặc nhiều phim điện ảnh và phim truyền hình thần ma, đều có vài đoạn giống vậy, hay có cổng dịch chuyển tức thời hay trận pháp dịch chuyển. Mấy cái này, Giang Hải vốn không tin, nhưng giờ này, Giang Hải chắc chắn, cứ mỗi khi Giang Hải đi qua một cánh cổng có hoa văn thao thiết màu đen,
thì vị trí không gian xung quanh lại bị chuyển dịch. Nói cách khác, hang đá này cách lục ngã bao xa, rất khó nói chính xác. Anh đi tìm lại nơi thi thể của Hugh lần nữa, nhưng điều khiến Giang Hải bất ngờ chính là, bên cạnh thi thể của Hugh, còn có thêm hai thi thể khác nữa. Người lập dị tổng cộng đi vào 5 người, mà bây giờ, đã chết 3 người. Không cần suy nghĩ cũng biết, nhất định do Welton làm. Gã ta muốn kế thừa vị trí gia chủ của lập dị, thì phải giết chết mọi đối thủ cạnh tranh, giá họa cho Giang Hải. Chỉ có điều, việc mà Giang Hải không ngờ đó là, thì ra Welton không phải là ứng viên thừa kế thứ hai, cũng không phải thứ ba, mà theo tình hình trước mắt, hình như, anh ta đứng sau rất nhiều người. Thế chẳng lẽ, anh ta sẽ phải tiêu diệt tất cả những ứng viên đứng trước mình sao? Từ xưa đến nay gia tộc, hoàng thất, đế vương rất vô tình. Người lập dị vốn có tài có tiền, có quyền thế, nhiều đến nỗi hoàng thất, đế vương cũng khó mà bằng được. Tranh quyền đoạt lợi, chỉ khiến cho con người càng thêm tàn ác mất nhân tính. Sờ tay lên cằm, Giang Hải nheo hai mắt lại. Xem ra, tên Welton này, mình phải cẩn thận hơn một chút. Trước khi đi ra, mình nhất định phải nghĩ cho kỹ cách đối phó anh ta mới được. Tuy rằng cho dù Giang Hải có giết mấy người cũng chẳng sao. Người lập dị tất nhiên sẽ không vì vài người chết mà trở mặt Giang Hải, ít nhất thì, họ cũng không trở mặt ngay lúc đó. Dù sao, trong tay Giang Hải còn có thứ quý giá của người lập dị, đó là cách giải trừ lời nguyền. Tính toán khoảng cách, Giang Hải nảy ra một cách hay. Vừa muốn áp dụng ngay, bỗng Giang Hải thình lình phát hiện, bên cạnh xác của Hugh là một mảnh đá nhỏ vỡ ra từ phiến đá nào đó, nó đang toát lên một luồng khí đen. Hắc ma pháp. Ba chữ này làm cho Giang Hải lạnh sống lưng, trong lòng anh, càng cảm thấy sợ hãi hơn nữa. Trận pháp này trong truyền thuyết, dường như khiến cho Giang Hải khó thở. Tim anh đột nhiên đập nhanh thình thịch. Ma pháp này, nó thần bí hệt như tu sĩ phương Đông và thần linh vậy. Nghe đồn có thể phi thăng thành thần. Ở phương Tây, từ ma pháp, nếu như có thêm từ hắc phía trước nó, thì nó sẽ trở nên đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần. Hệt như cấp bậc của hắc ma pháp cao hơn ma pháp bình thường gấp trăm ngàn lần. Giống như cổ võ giả đối mặt với võ giả vậy, như trăng sáng và đom đóm. Nói đến ma pháp sư, người mạnh nhất và truyền kỳ nhất tất nhiên là Merlin. Ông ta là thần thoại truyền kỳ của anh và xứ Wales. Thông minh vô cùng, biến đổi hình dạng, biết trước tương lai, tưởng chừng như bất kỳ một loại siêu năng lực nào mà mình nghĩ tới, ông ta đều biết. Vị vua Arthur trong truyền thuyết sở dĩ có thể đạt được vương vị, không thể thiếu công lao của Merlin. Trong thời đại của Merlin, ma pháp chưa phân chia hắc hay bạch. Cảm nhận được luồng hắc khí, Giang Hải chợt cau mày. Chẳng lẽ Welton biết hắc ma pháp? Một gia tộc bị thần linh nguyền rủa, một loại ma pháp bị người đời khinh bỉ sỉ vả, hai thứ này liên kết với nhau, kết cục sẽ như thế nào đây? Không cần nghĩ thêm nhiều, ánh mắt của Giang Hải bỗng trở nên cực kỳ lạnh lùng. Cứ cho là Welton biết dùng hắc ma pháp, vậy thì sao, nếu anh ta dám gây bất lợi cho mình? Thì, anh ta cũng sắp chết rồi đấy. Anh ném hết trang bị xuống cạnh thi thể Hugh, rồi đạp vỡ hết. Chỉ để lại chiếc đèn chiếu sáng. Rồi anh mau chóng rút ra khỏi đó. Anh đi lùi lại gần chỗ huyễn trận lúc trước. Anh tắt đèn, rồi tháo nhỏ từng bộ phận chiếc đèn ra, nhét vào trong một khe đá nhỏ. Anh trốn vào bóng tối, ngồi trong một ngóc ngách nhỏ, tập trung tư tưởng thiền định, thở đều. Giang Hải không biết chắc rằng Welton đã rời khỏi đây hay chưa. Không lâu sau, nơi sâu bên trong hang đá, có vài tia sáng le lói chiếu tới. Khóe miệng Giang Hải dần nhoẻn lên. Anh đứng dậy bước một bước vào trong huyễn trận. Welton, mình không chờ anh Hugh và mọi người sao? Một cậu thanh niên, toàn thân anh ta đều bị che phủ bởi một chiếc áo choàng đen nói. Anh ta sợ ánh sáng, ngay cả ánh sáng từ ngọn đèn của Welton, cũng làm cho lòng anh ta cảm thấy cực kỳ bất an. Có lẽ bọn họ đã đi khỏi đây rồi. Giọng Welton vang lên một cách vô cùng bình tĩnh. Cậu cũng biết đấy, bình thường anh ta rất là kiêu căng. Welton, đừng nói bậy. Anh ta là ứng viên thừa kế sáng giá nhất đấy. Tộc trưởng người lập dị, có quyền lợi tuyệt đối, thậm chí, có thể quyết định sự sống chết của người trong tộc, uy quyền tối cao vô thượng. Nếu như, Hugh đảm nhận vị trí gia chủ, thì những người đã từng đắc tội với bọn người của anh ta, và những người đã từng nói xấu anh ta, e là sẽ chết không yên với anh ta đâu. Đây cũng là lý do tại sao người thanh niên áo đen kia lại khuyên như thế. Khóe miệng Welton nhếch lên, anh cười lạnh lùng. Anh ta tất nhiên không sợ Hugh,
ai lại đi sợ một người đã chết cơ chứ? Khịt khịt mũi, Welton ngửi thấy một thứ mùi gì đó phảng phất. Hugh đi khỏi đây rồi mà, nhưng sao? Bất kể là ai, chỉ cần bị nhốt trong hang động này 3 ngày 3 đêm, đều bốc mùi mồ hôi chua chua trên người. Giang Hải vừa đi khỏi, nên ở đây, vẫn còn vướng lại một chút mùi chua chua không dễ gì bay đi được. Welton biết rất rõ, chắc chắn Giang Hải vừa đi khỏi đây không lâu. Chắc là, mùi của cái tên người Đông Phương kia, tôi nghe nói, người này, thật không đơn giản tí nào. Welton nói, con lợn da vàng này, cướp cô gái thánh khiết đi. Hugh rất tức giận, nếu như bọn họ gặp nhau trong hang động này, chắc chắn cũng sẽ cãi nhau mà thôi. Chỉ có một lần đêm đầu tiên mà thôi, phụ nữ lập dị đều phải có, cũng đâu thiếu gì ngươi xinh như Maureen đâu. Hugh chỉ là không thích chuyện các cô gái của mình bị người ngoại tộc chiếm hữu. Mong là vậy. Welton ngỏ ý nhường đường cho cậu thanh niên áo đen đi trước, còn mình thì theo sát phía sau cậu ta cùng bước vào huyễn trận. Trong huyễn trận, trong lòng Giang Hải, thầm nhẩm tính thời gian. Anh đang chờ đến phút cuối cùng để ra khỏi đây. Welton muốn diễn, thì cứ để cho anh ta diễn cho đã đời. Nhưng chính lúc Giang Hải chuẩn bị bước ra khỏi huyễn trận, thì trước mặt anh, đột nhiên xuất hiện bóng của một người nào đó. Anh Giang, thời hạn 3 ngày đã đến. Lúc này, toàn thân Giang Hải mềm nhũn co quắp ngã xuống đất, anh ngẩng đầu lên một cách khó khăn, hai mắt anh trừng lên đỏ bừng. Con mẹ nó, đây mà cũng là thập thánh cảnh sao? Anh cũng biết, cái giá mà người lập dị phải trả khi gạt tôi là gì, đúng không? Giang Hải nổi giận đùng đùng, anh lảo đảo đứng lên, bước lên trước, một phát tóm chặt lấy cổ áo của người mới tới. Ngay lúc đó, anh lập tức ngửi thấy trên người đối phương một cái mùi mục nát khiến người khác phải buồn nôn. Như thể là tất cả da thịt trên người gã ta đang phân rã ra hư thối kinh khủng, giòi bọ bò lúc nhúc đầy người. Chương 276. Bên ngoài cánh cửa đen, có rất nhiều người lập dị đứng tập hợp ở đó. Một ông già áo đen thình lình xuất hiện. Lúc này, cơ thể mục nát của ông ta dưới lớp áo choàng đang nhẹ nhàng run rẩy. Đã đến thời hạn 3 ngày rồi, dựa vào những kinh nghiệm trước đó, lúc này còn chưa đi ra thì khả năng lớn là đã chết rồi. 5 người tài giỏi trong gia tộc người lập dị, khi tiến nhập vào thập thánh cảnh chỉ có 2 người sống sót ra ngoài. Mà Giang Hải, vẫn không có tin tức gì. Không cần Welton và Hugh thì người áo đen cũng tự mình cho rằng, chỉ có Giang Hải mới dám cả gan làm loạn, ra tay với người lập dị. Lúc này, Giang Hải với khuôn mặt hốc hác tiều tụy, mang theo chữ giận trên mặt xuất hiện ở trong cánh cửa đen. Ánh mắt oán độc của ông già áo đen lập tức bắn tới. Giang Hải đang ngồi ở dưới đất. Ánh mắt mang theo sự oán hận nhìn về phía người áo đen. Đây, chính là thập thánh cảnh của các người à? Giang Hải chất vấn trước. Ông già áo đen toàn thân run rẩy, toát ra sự giận dữ. Giết chết người của gia tộc lập dị, lúc này, lại còn dở trò, làm như thể là người lập dị có lỗi với Giang Hải ấy. Thế này, làm sao có thể khiến ông ta không giận dữ được chứ? Nhưng, hiện tại không phải là lúc nhắm vào Giang Hải. Ít nhất, cần lấy được loại thần dược để hóa giải lời nguyền đã. Hai chân của Giang Hải đã đạp lên đầu người lập dị, nhưng, bọn họ vẫn phải nhịn. Cũng giống như, mấy nghìn năm trước, cả gia tộc đã phải chịu đựng lời nguyền, chịu đựng sự đày ải. Lẽ nào, 3 ngày anh Giang ở trong thánh cảnh không vui vẻ ư? Giọng nói lạnh lùng như băng. Ông ta, hận không thể lập tức giết chết Giang Hải. Lãng phí thời gian 3 ngày của tôi thật muốn hỏi thử, người lập dị sẽ bồi thường như thế nào đây? Giang Hải ngẩng mặt lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Người áo đen tiếp đón Giang Hải đứng ở bên cạnh ông già mặc áo choàng đen, nhỏ giọng nói bên tai vài câu. Cậu chắc chắn chứ? Chính xác 100%. Ánh mắt của ông già áo đen lập tức nhìn về phía Welton. Trên người Giang Hải, không có bất cứ thiết bị chiếu sáng nào, hơn nữa, lúc tìm thấy thì anh đang bị vây trong huyễn cảnh. Rất rõ ràng là Giang Hải hoàn toàn chưa bước vào trong thập thánh cảnh. Càng không có cơ hội ra tay. Cậu có thể biết tin tức của Hugh không? Ông già áo đen hỏi. Sắc mặt Welton ngẩn ra, rất chi là ngây ngô hỏi, anh ấy, không ra trước à? Ông già áo đen lại hỏi một người thanh niên mặc áo đen khác. 3 ngày này, cậu đã làm những gì? Dựa vào thứ tự sắp xếp mà nói, ngoài 3 người đã chết ra thì người có thể thu được lợi ích lớn nhất chính là người thanh niên áo đen này. Anh ta trở thành người thừa kế thứ nhất trong danh sách của người lập dị. Thưa gia chủ, tôi ở trong thập thánh cảnh. Người áo đen giơ tay, cắt ngang lời nói của người thanh niên áo đen,
dưới lớp áo choàng đen, sắc mặt càng ngày càng âm trầm tới đáng sợ. Hugh đâu? Welton ngơ ngác nhìn quanh, giả vờ như mới phát hiện ra, chỉ có hai người bọn họ ra ngoài. Sau đó, Welton nhìn Giang Hải, rồi lại đưa mắt nhìn về người thanh niên áo đen. Anh ta thể hiện ra một dáng vẻ thông minh tuyệt đỉnh, rất tự nhiên cũng có những nghi ngờ giống với ông già áo đen. Thằng Watt Phương Đông kia, có phải là mày không? Welton vô cùng tức giận đứng trước mặt Giang Hải. Là tôi cái gì? Giang Hải nheo mắt lại, quả nhiên là như thế, tên này, bắt đầu vu khống rồi. Tao hỏi mày, Hugh đâu? Tôi chẳng quen ai là Hugh cả. Giang Hải rất chi là tự nhiên mà phủ nhận. Ánh mắt âm u, Giang Hải nắm tay đứng lên, liên tục cười lạnh. Lại nhìn về phía ông già áo đen lần nữa, lần này, tôi hy vọng người lập dị có thể cho tôi một lời giải thích hoàn mỹ, nếu không. Thập thánh cảnh, ha ha, tôi ở trong chẳng thấy một cái gì hết, mà bị đói trong ba ngày. Ông già áo đen yên lặng không nói, trầm mặc đứng ở phía sau một bóng đen. Cho phép Giang Hải bước đi như thế, khắp cả người, toát ra một luồng khí ngột ngạt mạnh mẽ. Welton không ngờ tới, Giang Hải cứ như thế mà đi, lẽ nào, cái chết của Hugh không có người nào truy cứu ư? Thưa gia chủ, Hugh anh ấy. Một tiếng hừ lạnh vang lên, ông già áo đen dần dần biến mất trong bóng tối. Ông ta, hoàn toàn không phải không hoài nghi Giang Hải, cũng hoàn toàn không phải không hoài nghi người thanh niên áo đen và Welton. Lúc này, ông ta không có bất cứ bằng chứng nào, hung thủ thật sự chắc chắn sẽ không thừa nhận. Nếu muốn xác định nguyên nhân cái chết của Hugh, tự nhiên là phải tìm xác của anh ta đưa về kiểm tra, nhưng, để khởi động thập thánh cảnh một lần nữa, hoàn toàn không hề đơn giản như thế. Về tới khách sạn, phúc thự bản khắc đá đã bị lấy đi rồi, chỉ là một cơ quan nhỏ đơn giản, cũng chỉ có thể gây khó khăn trong chốc lát mà thôi, nếu như người lập dị không thể phá giải được trong ba ngày thì cũng thật là ngu ngốc. Đánh chén no say, Giang Hải làm một giấc thật ngon. Khi thức dậy tinh thần thật là sảng khoái. Khoanh chân lại ngồi thiền, nhưng mà, cũng không thăng cấp được. Đối với điều này thì Giang Hải cũng không quá để ý tới, cơ duyên, rồi sẽ tới thôi. Tiếp theo, Giang Hải bắt đầu chỉnh lý sắp xếp lại, thu hoạch được một lượng lớn thông tin ở trong thập thánh cảnh. Đầu tiên phải kể đến chính là chiếc đỉnh khổng lồ kia, có liên quan đến nguồn gốc của loài người. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, Giang Hải sẽ bị coi là một thằng điên mang theo ý nghĩ viển vông, sẽ bị thuyết tiến hóa đè xuống đất mà điên cuồng chà đạp. Nhưng mà, Giang Hải tin, không có chứng cứ xác thực, thì người lập dị sẽ không để quyển sách cổ kia vào thập thánh cảnh. Thứ hai, chính là mối quan hệ giữa các nền văn minh khác nhau. Dường như, không cùng chủng tộc, không cùng ngôn ngữ, nhưng đều tới từ cùng một vị thần. Còn có, đó chính là nguồn gốc của đế vương. Bất cứ đế vương nào cũng đều không có tên, cái có chính là một số danh hiệu đế vương mà thôi. Sự tồn tại của đế vương, rốt cục có ý nghĩa gì? Chính vào ngày Giang Hải rời khỏi Lục Ngã, nhận được tin tức Giang Hải có thể tham gia hội thiện nhĩ lần tiếp theo. Đến lúc đó, Giang Hải sẽ đi vào thần miếu. Nhưng mà, người lập dị yêu cầu đi tới vùng đất Canaan trước lúc đó. Đối với điều này, Giang Hải chỉ cười ha ha, anh mới không cần vội vàng. Người phải vội chính là người lập dị. Lúc đó, tại danh quận, tóc của Kim Thâu đã dài rồi, nhưng vẫn là màu xanh như cũ. Lúc này, anh ta đang phì phèo điếu thuốc, miệng nhếch lên, vẻ mặt hung ác. Mày nói gì? Chân đạp một cái lên mặt người ta, giọng nói của Kim Thâu, hơi run rẩy. Nhiều ngày trước đó, trong một đêm, nhà họ Doãn không còn nữa rồi, bất kể là các thế lực ngoài sáng hay những thế lực ngầm, cũng bắt đầu chia cắt lại lần nữa. Tự nhiên xuất hiện từ đâu ra một tên tóc xanh, càng ngày càng leo cao, thế lực ngầm của danh quận, nhao nhao thể hiện sự trung thành. Kim Thâu thống nhất thế giới ngầm của danh quận, tự nhiên cũng có người không phục. Nhưng mà, vừa mới nghe nói, anh ta là người của Giang Hải ở thành phố Giang Tư, thì tất cả mọi người đều trầm mặc, run rẩy từ tận đáy lòng. Giang Hải hung hăng như thế nào, phần lớn mọi người đều không rõ ràng, nhưng trong lòng mỗi người, hình tượng của Giang Hải chính là một sát thần hung ác. Không động đậy gì đã giết người rồi. Bọn họ biết được, nhà họ Doãn ở danh quận, chỉ trong một đêm mà máu chảy thành sông, đã bốc hơi khỏi nhân gian. Thậm chí cả viện trợ từ nước ngoài mà nhà họ Doãn mời tới là ông Phàn Đại Danh Đỉnh Đỉnh cũng bị đầu lìa khỏi cổ. Thậm chí bị chết rất thảm. Càng không cần nói tới một cô gái là Doãn Thư, khuôn mặt đã hoàn toàn biến dạng, người không ra người ma không ra mà. Nghe đồn rằng,
Doãn Thư phải chịu sự tra tấn và sỉ nhục cực kỳ mạnh mẽ, nửa tháng sau mới chết đi như một sự giải thoát. Còn có người nói rằng, Doãn Thư vốn dĩ không chết, mà bị Giang Hải bán cho một quốc đảo nào đó rồi. Những tin đồn này, không ai quan tâm là thật hay giả, nhà họ Doãn bị diệt, là sự thật không cần phải tranh cãi. Dậu đổ thì bìm leo. Những đứa trẻ mồ côi của nhà họ Doãn, chạy trốn ở nơi thật xa quê nhà, thậm chí có rất nhiều người đã thay tên đổi họ. Việc này, gây náo động cho cả danh quận, tên tuổi của Giang Hải ở thành phố Giang Tư, gần như đã trở thành điều cấm kỵ tại danh quận. Có ai đó không cẩn thận nói ra một câu có liên quan tới chuyện ở thành phố Giang Tư, lập tức sẽ bị bóp chặt cổ lại, dường như là đầu lìa khỏi cổ. Thành phố Giang Tư hoàn toàn vang danh tại danh quận rồi. Giang Hải không chỉ diệt nhà họ Doãn, thậm chí, còn sắp xếp những cấp dưới đắc lực, khống chế thế giới ngầm của cả danh quận. Người này chính là Kim Thâu. Mà lúc này, hai mắt Kim Thâu đang trợn trừng lên. Hoàn toàn không phải là có người nào đó của danh quận khiến anh ta không vui, anh ta ở danh quận, cả cái thế giới ngầm này, cho dù đánh giám một cái cũng chính là chân lý. Điều khiến sắc mặt Kim Thâu thay đổi, là tin tức truyền tới từ thành phố Giang Tư, Giang Hải, lại không thừa nhận bất cứ liên quan hệ gì với anh ta. Mọi thứ của danh quận, đều là của bản thân Kim Thâu. Sau này, bất luận phát sinh việc gì đều không có bất cứ liên quan gì tới Giang Hải cả. Anh Giang không cần tôi nữa ư. Tất cả mọi thứ ở danh quận đều là của Kim Thâu, nhưng lúc này, Kim Thâu cần không phải là những vật ngoài thân này. Tất cả mọi thứ của anh ta ngày hôm nay, đều là do Giang Hải cho. Kim Thâu muốn đi theo Giang Hải mãi mãi, còn có ý nghĩa hơn nhiều so với việc làm lão đại trong thế giới ngầm của danh quận. Người cấp dưới bị dẫm vào mặt run rẩy lẩy bấy, giọng nói cũng run rẩy. Anh Mao, nhất định là anh Giang đã nói cho mọi người bên ngoài biết rồi, anh chính là anh em tốt của anh ấy. Anh em tốt, Kim Thâu thở dài một cái, giơ tay ra hiệu cho cấp dưới cút đi được rồi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, hít một hơi thật sâu, tôi không xứng. Truyền ra ngoài, sau này, chỉ cần là người của thành phố Giang Tư tới, thì đầu tiên cần hỏi xem có phải là người của tập đoàn Uyển Như hay không. Nếu đúng thì hãy xem như là tổ tiên mà phục vụ cho tôi. Kim Thâu có ân tình rất sâu nặng với tập đoàn Uyển Như, mặc dù, anh ta chỉ làm lái xe cho cố Uyển Như trong một thời gian ngắn mà thôi. Lúc này, có một thanh niên mặt mày nhợt nhạt bước vào. Anh Mao, những sản nghiệp của nhà họ Doãn đã tiếp nhận gần đủ rồi. Kim Thâu thở dài một hơi, tâm tư hoàn toàn không đặt trên những thứ sản nghiệp này. Thu dọn những sản nghiệp này lại, cho người phân loại chỉnh lý lại toàn bộ tư liệu, gửi về thành phố Giang Tư. Nhưng, nhận được câu trả lời lại là, lúc này, sự rung chuyển dữ dội của máy bay đã làm Giang Hải tỉnh lại từ trong mộng đẹp. Nhìn ra ngoài cửa sổ, máy bay đang lượn vòng, sau mấy phút nữa sẽ hạ cánh tại thành phố Giang Tư. Xuống máy bay rồi, nhận hành lý là một chiếc ba lô siêu to, anh bắt xe đi thẳng về Thịnh Thế Hào Đình. Trước khi về nước, Giang Hải lại đi một chuyến tới Thái Lan. Những viên đá quý sản xuất từ những mỏ đá quý có chất lượng tuyệt vời, Giang Hải cũng muốn mang một chút về làm quà tặng cho Cố Uyển Như với mẹ vợ. Thời gian không còn sớm nữa rồi, Cố Uyển Như cũng sắp về rồi, thế nên, Giang Hải cũng không tới tập đoàn Uyển Như. Cố Vân Lệ đang chăm sóc hoa cỏ trong vườn, từ xa đã nhìn thấy Giang Hải, sửng sốt không nói nên lời. Giang Hải mới rời đi chưa đầy tháng, mà lúc này, đen xì không giống ai nữa rồi. Mẹ nhìn con chằm chằm như thế làm gì ạ? Giang Hải sờ sờ mặt nói, lẽ nào trên mặt con có thứ gì đó ư? Tiểu Giang, Cố Vân Lệ thở phào nhẹ nhõm, khoảnh khắc nhìn thấy Giang Hải, thì dường như trái tim đang treo lơ lửng của bà cuối cùng cũng được đặt xuống rồi. Con làm gì mà đi lâu thế? Mang theo cả sự nghẹn ngào và trách móc, nói đi có mấy ngày, nhưng ai mà biết được, đi một cái là gần một tháng liền. Gãi gãi đầu. Giang Hải nói, mẹ ơi, con đói quá. Đói à, trên mặt Cố Vân Lệ lập tức xuất hiện một nụ cười. Đây đây, mẹ đi nấu cơm luôn đây. Khi món ăn thứ hai được đưa lên, thì cả đĩa xương sườn xào chua ngọt đều đã bị Giang Hải ăn sạch sẽ rồi. Đặt đĩa thịt kho tàu xuống, Cố Vân Lệ suýt nữa thì khóc đỏ mắt lên rồi. Thằng bé này, ở bên ngoài phải chịu bao nhiêu vất vả chứ, nhìn xem, đói thành ra như thế này, thật là khiến người ta đau lòng. Ăn chậm thôi con, cẩn thận không nghẹn con, Cố Vân Lệ hiền từ khiển trách. Tiện tay, lấy cái túi ở phía sau lưng Giang Hải đặt sang bên cạnh. Nhìn cái túi bẩn này của con này, ấy, sao lại nặng thế?
Con bỏ cái gì trong này thế? Giang Hải nghiêng đầu cười nói, mẹ, mẹ đoán xem, con mang quà gì về tặng mẹ? Chương 277. Cố Vân Lệ cười mỉm, vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc. Đứa con rể này, thật sự là không tìm ra được lỗi nào, nhà họ có thể có ngày hôm nay, đều là dựa vào Giang Hải. Đến cả đi ra ngoài làm việc cũng vẫn nhớ mua quà về cho họ. Mẹ không đoán được. Giang Hải rất chi là thần bí sử dụng cơ thể mình che chắn, lấy một cái hộp từ chiếc ba lô ở phía sau lưng ra. Chiếc hộp nhìn rất cũ kỹ, có màu đỏ, nhưng khi mở nắp hộp ra thì ánh mắt Cố Vân Lệ như bị đóng đinh lại rồi. Mặc dù Cố Vân Lệ không tình xuất thân từ gia đình danh môn, nhưng nhà họ Cố cũng chẳng nghèo đói gì, những thứ châu bảo như thế này tự nhiên bản thân cũng biết nhìn hàng và năng lực tự đánh giá. Hít một ngụm khí lạnh, che miệng nói, tiểu Giang, cái này bao nhiêu tiền thế trời? Cho dù là xét về độ mịn hay tay nghề thì những viên đá quý này đều là những hàng cực kỳ cao cấp. Giang Hải vốn muốn đưa một số hàng cực phẩm về, nhưng đáng tiếc là những mỏ đá quý ngày nay thật sự chẳng khai thác được hàng cực phẩm. Những thứ cực phẩm này, thật đúng là hiếm có khó tìm. Không lâu sau, Lôi Nhân Hào xách túi về nhà. Từ sau khi nghỉ hưu thì việc của Lôi Nhân Hào cũng không nhiều, trong phường có một trung tâm tổ chức hoạt động cho người cao tuổi, không có việc gì thì vào đó tham gia. Lôi Nhân Hào thông thạo các kỹ năng đánh cờ, và đã trở thành một cao thủ trong trung tâm, còn nhận được hai người học trò lớn tuổi nữa. Tiểu Giang, con về rồi à? Trong lòng Lôi Nhân Hào cũng hy vọng Giang Hải có thể sớm ngày trở về. Ông có thể nhìn ra được, tâm trạng của Cố Uyển Như trong khoảng thời gian này không được tốt lắm. Cả ngày cứ như thơ thẩn như người mất hồn. Nhìn thấy món quà mà Giang Hải tặng Cố Vân Lệ, trên mặt Lôi Nhân Hào tràn đầy ý cười. Con xem con kìa, lại tiêu tiền lung tung rồi. Đúng thế, Cố Vân Lệ cũng cảm giảm, nhưng tâm trạng lại vô cùng hạnh phúc. Cả đời này của bà, đến cả chồng của mình cũng chẳng bao giờ tặng những món quà cao sang như thế này. Mà những năm này, Cố Vân Lệ thậm chí còn không có nổi một món đồ trang sức tử tế. Giang Hải vừa về, đã tặng cho bà một hộp lớn đầy đủ cả bộ luôn. Xoa xoa vào chiếc vòng ở trên cổ tay, hoàn toàn không che giấu nụ cười trên khuôn mặt. Giang Hải lại lấy ra một cái hộp còn to hơn nữa, cực kỳ nặng luôn, đặt ở trên bàn, cha, đây là quà của cha, cũng không biết cha có thích không. Còn có của cha nữa à? Lôi Nhân Hào rất ngạc nhiên, nở nụ cười, vừa rồi cha còn thầm nghĩ, cái thằng nhóc này, trong lòng không hề có cha. Bây giờ thì cân bằng lại rồi. Đây đều là đang nói đùa mà thôi. Nhưng mà Lôi Nhân Hào không hề do dự mà mở ra ngay lập tức, trong khoảnh khắc đó, hai mắt đều trợn trừng lên. Quá đẹp rồi, cực phẩm, không, là tuyệt phẩm mới đúng. Món quà tặng cho Lôi Nhân Hào là một ngọn núi bằng ngọc, chất ngọc trắng tinh, bên ngoài có màu vàng tươi. Nhà điêu khắc đã làm việc, khắc ra một ngọn núi. Trên ngọn núi ngọc này, cảnh sắc mùa thu đẹp mê hồn. Từng phiến rừng như đang đong đưa theo gió. Trên con đường mòn trên núi, có một ông già và một đứa bé ở bên nhau, trong tay cầm quyển kinh, đều đang ngồi thiền. Cái này phải tốn bao nhiêu tiền vậy trời? Giống với Cố Uyển Như, đã phải trải qua cả đời nghèo khổ, nên không cần biết là nhìn thấy cái gì, cũng đều thích dùng tiền để đánh giá giá trị. Không bao nhiêu cả, tấm lòng hiếu thảo của con, mới chính là vô giá, đúng không cha? Cố Vân Lệ cũng bị dọa nhảy dựng lên, đơn giản mà nói thì chất liệu ngọc không hề có tí tỉ vết này, thì giá trị đã không thể ước tính được rồi. Sờ sờ vào ngọn núi ngọc, Cố Vân Lệ hạnh phúc gật đầu, con đúng là dẻo miệng mà. Đôi vợ chồng già thì nói về hàng trang sức bằng ngọc, mà Giang Hải thì đánh chén no say rồi lên lầu đi tắm một cái, nằm dài trên giường, trong lòng đang nghĩ tới cảnh tượng gặp lại hạnh phúc với vợ. Ga trải giường tràn ngập hơi thở, hương thơm của Cố Uyển Như. Giang Hải trong lúc bất chi bất giác đã ngủ luôn rồi. Môi trường này, có thể khiến trái tim của Giang Hải hoàn toàn yên tĩnh lại. Giống như là trong sâu thẳm hồi ức. Giống như trong vòng tay mẹ hiền. Yên tĩnh và thanh bình, vô cùng an toàn. Khoảng thời gian mà Giang Hải rời đi, Cố Uyển Như hoàn toàn trở thành một nữ cường nhân, một người phụ nữ mạnh mẽ. Làm thêm, tăng ca rất nhiều, cứ như đang ganh đua hiệu suất với những ngôi sao và mặt trăng ngoài kia vậy. Dường như, chỉ có công việc mới có thể khiến cô hoàn toàn bình tĩnh được. Nhất là sau khi người phụ nữ kia xuất hiện, trong lòng Cố Vân Lệ trở nên hỗn loạn không thôi. Về tới nhà, nhìn thấy Giang Hải đang chảy nước miếng ngủ ngon lành trên giường. Hai mắt Cố Uyển Như lập tức trở nên ướt đẫm. Mới đi không lâu,
mà lại đen như thế này, khoảng thời gian này, anh rốt cục đã phải chịu bao nhiêu vất vả vậy? Chưa thấy Giang Hải ngủ say như thế bao giờ, lúc Cố Uyển Như đẩy cửa bước vào, vẫn nghe thấy tiếng ngáy nhẹ nhẹ vang lên. Ngồi bên mép giường, Cố Uyển Như tập trung thật là lâu, yên lặng nhìn người đàn ông của mình. Trong khoảng thời gian mà Giang Hải rời đi, Cố Uyển Như mới biết được, người đàn ông này, đã ngự trị trong tim cô rồi, chiếm cứ địa vị quan trọng như thế nào. Giang Hải đã trở thành người không thể nào thay thế được trong sinh mệnh của cô. Đương nhiên, cũng tuyệt đối không thể nào mất đi được. Con heo lười, dậy đi. Cái chăn bị người ta kéo ra, bên tai Giang Hải truyền tới một giọng nói cực kỳ dễ nghe. Cố Uyển Như đứng ở trước giường, một tay chống nạnh, tay kia thì đang kéo chăn, rất có khí chất như một người vợ đanh đá. Giang Hải chập chạm mở hai mắt ra, nhìn thấy cô gái mà mình ngày nhớ đêm mong thì nhếch miệng cười. Vợ ơi, anh nhớ em chết đi được. Sắc mặt Cố Uyển Như lập tức chuyển sang màu hồng, lời lẽ tình cảm của Giang Hải lúc nào cũng thẳng thắn như thế, nhưng mà cô nghe lại rất êm tai. Dùng cầm chỉ về phía đồng hồ, nhìn xem, đã mấy giờ rồi, có muốn đưa em đi làm không? Giang Hải khịt khịt mũi, cười một cách đầy đen tối ngồi dậy, sau đó nghiêng đầu hỏi, hôm nay không phải là cuối tuần à? Cuối tuần cũng phải tăng ca. Cố Uyển Như hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cũng trầm xuống. Cái tên Giang Hải chết tiệt này, lẽ nào đã quên rồi, ông chủ thật sự của tập đoàn Uyển Như chính là anh đó. Bây giờ ở công ty có rất nhiều việc, còn phải hỏi tại sao mà mình tăng ca ư, Giang Hải vứt bỏ trách nhiệm cũng thật là triệt để đó. Vợ ơi, thế không được đâu, em vất vả mệt mỏi quá rồi. Giang Hải sờ sờ cằm, lăn lộn ở bên ngoài thời gian dài như thế, trở về ngủ một giấc yên ổn như thế, nhưng lại làm chậm trễ thời gian làm việc lớn rồi. Giang Hải rất chi là u sầu, ảo não, làm sao lúc Cố Uyển Như về mình lại không tỉnh lại cơ chứ? Gặp lại nhau hạnh phúc như thế, vốn dĩ chính là việc cần làm gấp, vậy mà bây giờ lại bị chậm trễ hết cả rồi. Chẳng trách mà mới sáng sớm mà Cố Uyển Như đã giận rồi, vợ đại nhân chắc là đang trách móc Giang Hải không làm tròn nghĩa vụ của một người chồng đây mà. Anh nhanh lên nhé, em đi đánh răng rửa mặt trước đây. Cố Uyển Như quay người bước đi, nhưng lại bị Giang Hải ôm chặt lấy từ phía sau. Vợ à, lẽ nào em không muốn làm một chút việc nên làm à? Nên làm việc gì? Giang Hải đảo mắt, lúc này, thích hợp với sự lãng mạn, điều đó là bắt buộc rồi. Nhảy xuống giường, bước mấy bước cầm món quà đã chuẩn bị xong nói, tặng cho em này. Món quà tặng cho Cố Uyển Như, ngược lại rất đơn giản và thẳng thắn. Là một đóa hoa hồng. Nhưng, là đóa hoa được điêu khắc từ đá quý, có thể thấy được, giá trị điêu khắc trong đó. Vô vkvkvk, đây là gì thế? Sao mà nặng vậy? Cố Uyển Như suýt chút nữa thì không cầm được mà làm rơi xuống đất, bị dọa tái mét mặt mày lại. Quà của chồng tặng cho em đó. Là, đá quý à? Tạo hóa đã tạo nên một khối đá quý có hai màu xanh đỏ, lại gặp được một người thợ thiết kế có tâm, thật trùng hợp, Giang Hải cần chính là sự lãng mạn này. Đóa hoa hồng này chính là được sinh ra như thế. Thích không? Giang Hải ôm lấy Cố Uyển Như hỏi. Gật gật đầu, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc. Những chuyện không vui đều bị vứt ra sau đầu. Rèn sắt phải rèn khi còn nóng, đặt bó hoa hồng bằng đá quý sang một bên, cơ thể hai người từ từ đổ xuống. Vợ ơi, em ăn đường à? Đâu có đâu, Cố Uyển Như xấu hổ trả lời. Thế vì sao mà môi và miệng em lại ngọt như vậy? Giang Hải lưu manh cười xấu xa, không đúng. Anh phải thử lại mới được. Em phải, đi làm. Mấy giờ rồi? Bỏ em ra nào, không đi. Là trễ đó. Tập đoàn Uyển Như là công ty gia đình, ai có thể quản được Cố Uyển Như mấy giờ đi làm chứ? Cái công ty vớ vẩn, nếu không được thì đóng cửa luôn. Nói linh tinh, Cố Uyển Như né tránh sự tấn công của Giang Hải, dần dần, hơi thở trở nên có chút nặng nề hơn. Cái tên hư hỏng này. Tập đoàn Uyển Như chính là tâm huyết của bọn họ, bây giờ đang phát triển một cách nhanh chóng, công nhân càng ngày càng nhiều, sản nghiệp càng ngày càng lớn. Đến cả những yêu cầu đối với nhà thầu hợp tác cũng ngày càng cao hơn. Không kể tới những cái này, chỉ cần nói tới sự cống hiến của tập đoàn Uyển Như đối với thành phố Giang Tư, thì cũng có một ý nghĩa vô cùng to lớn đối với khu vực này rồi. Cho dù lúc này, Cố Uyển Như muốn đóng cửa thì người làm chủ của thành phố Giang Tư là Cơ Tử Hùng cũng không đồng ý đâu. Không biết có bao nhiêu người cho rằng do phát sinh vấn đề về tiền vốn nữa, sợ là tin tức một khi được công bố ra ngoài, thì lập tức sẽ có một lượng lớn tiền vốn như nước biển chảy vào,
hỗ trợ tập đoàn Uyển Như vượt qua khó khăn. Nhưng chính vì cái công ty đó mà vợ anh lại mệt mỏi như thế này, vất vả như thế này. Giang Hải nắm chặt tay Cố Uyển Như, cả khuôn mặt ngập tràn vẻ quan tâm lo lắng. Vài hôm nữa, anh sẽ tìm người tới tiếp nhận, bán đi cũng được. Sắc mặt Cố Uyển Như hồng lên, dù là hai người đã trở thành vợ chồng thật sự rồi, thì vẫn xấu hổ như cũ, vẫn đỏ mặt như cũ. Mà khi Giang Hải nhìn thấy cảnh này, mỗi lần đều không thể nhịn được, chỉ hận không thể bước tới mà cắn thử một miếng nếm thử hương vị. Đừng mà, anh không được có loại suy nghĩ này, tập đoàn Uyển Như khó khăn lắm mới có thể phát triển được tới ngày hôm nay. Dáng vẻ xấu hổ, ngượng ngùng giống như là đang làm nũng. Đối với một người đàn ông yêu Cố Uyển Như một cách sâu đậm mà nói, điều này như một chất xúc tác trong tình yêu, trái tim của Giang Hải, hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Thật là ngang ngược, anh mạnh mẽ ôm lấy cô, như là muốn khảm người con gái này vào trong ngực mình vậy. Chồng, anh, nhẹ thôi. Mặt trời lên cao ba sào rồi hai người Giang Hải mới đi từ trên lầu xuống. Mà, ở dưới lầu thì Cố Vân Lệ đang nghiên cứu công thức nấu ăn, nhìn hai người một cái rồi bày ra vẻ mặt, tôi chính là người qua đường. Cơm canh mẹ nấu nóng rồi đó, cái này đưa cho các con đem theo. Cố Uyển Như lập tức bị trêu đỏ cả mặt. Mẹ! Sao mẹ lại có đôi mắt thần kỳ như vậy chứ? Cố Vân Lệ có dáng vẻ rất chi là hiểu chuyện, ánh mắt nhìn hai người, dường như đang nói, chia xa lâu như thế, giờ gặp lại nhau, đêm qua, không mệt chứ? Bình thường, hai người đều dậy rất sớm. Lần này, mặt trời đã lên tới đỉnh rồi mới dậy, không cần nghĩ cũng biết được là có chuyện gì xảy ra. Trên đường tới công ty, Cố Uyển Như sờ sờ vào chiếc vòng trên tay. Cái này cũng là do Giang Hải tặng cho cô. Nhưng mà, so với đóa hoa bằng đá quý kia thì đây chỉ là một món quà nhỏ, không đánh giá bao nhiêu. Cô rất hiểu rõ sự táo bạo khi mua sắm của Giang Hải. Chỉ cần thích là được, tốn bao nhiêu tiền chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Ví dụ như lúc đầu mua xe, chỉ vì chiếc xe bị va chạm một lần, cũng không sửa lại mà mua cái mới luôn. Hay như lúc đầu mua biệt thự, chỉ cần thích, tiền không là gì hết, hoàn toàn không phải là trọng điểm. Ngày hôm qua, khi về nhà thì Cố Uyển Như đã biết Giang Hải không chỉ tặng cho Cố Vân Lệ một hộp đồ trang sức, còn tặng cho Lôi Nhân Hào một ngọn núi làm bằng ngọc nữa. Cố Uyển Như tê dại luôn. Đã từng có lúc, Cố Uyển Như hỏi Giang Hải có bao nhiêu tiền, Giang Hải không nói. Nhưng từ vẻ mặt ngẩn ngơ của anh, thì Cố Uyển Như có thể cảm nhận được, đó là bản thân Giang Hải dường như không biết rõ về con số đó. Tấm thẻ đen kia, Cố Vân Lệ từng kiểm tra rồi, trong thẻ không có tiền. Nhưng cái gì cũng có thể mua được. Thẻ tín dụng à, đáp án nhận được là không phải. Cụ thể là thẻ gì, người ở ngân hàng cũng không nói rõ ràng. Bởi vì, từ trước tới giờ bọn họ chưa từng thấy loại thẻ này. Không thể tra được số dư trên chiếc thẻ được đặc chế này. Chương 278. Khoảng thời gian này, rốt cục là anh đi làm gì thế? Cố Uyển Như giả vờ tức giận, nhếch miệng nói. Giang Hải kéo tay của Cố Uyển Như, chậm rãi sờ soạng. Vẫn luôn như thế, thói quen của Giang Hải cũng trở thành thói quen của Cố Uyển Như. Trong khoảng thời gian mà Giang Hải rời đi, Cố Uyển Như cuối cùng cũng nhận ra, trong tay mình dường như đã thiếu đi thứ gì đó, không được Giang Hải cầm tay xoa nắn, cứ cảm thấy hụt hẫng, thiếu thiếu. Anh đi đàm phán một chút nghiệp vụ. Anh có nghiệp vụ gì có thể đàm phán à? Cố Uyển Như không tin. Đương nhiên là nghiệp vụ của tập đoàn Uyển Như rồi. Giang Hải cười hì hì nói, vợ ơi, tập đoàn Uyển Như không lâu nữa sẽ trở nên nổi danh nhất phương Đông này đấy. Anh đang nằm mơ à? Cố Uyển Như liếc nhìn anh một cái. Chỉ là có chút tiếng tăm ở thành phố Giang Tư thôi, nếu so ra ở tỉnh Hải Đông, nói về quy mô thì chúng ta chẳng hề có số má gì hết. Anh không biết đâu, ở tỉnh Hải Đông có rất nhiều gia đình hào môn danh gia vọng tộc, tới bây giờ đều khinh thường không muốn hợp tác làm ăn với chúng ta đấy. Lời này của Cố Uyển Như cũng không sai. Những gia đình hào môn danh giá giàu có, to lớn chân chính ở tỉnh Hải Đông, tới bây giờ đều không có bất cứ mối quan hệ gì với tập đoàn Uyển Như. Theo bọn họ, không cần biết là làm bất cứ dự án nào, chắc chắn cũng cần phải có cổ phần khống chế. Nhưng, hợp tác với tập đoàn Uyển Như, thì bởi vì tập đoàn Uyển Như nắm trong tay kỹ thuật cốt lõi rồi, cổ phần khống chế chính là của tập đoàn Uyển Như. Nghe vậy, Giang Hải cong môi cười, anh mới không muốn làm ăn với bọn họ ấy. Sẽ có lúc bọn họ phải cầu xin chúng ta. Nhìn thấy thái độ nghiêm túc của Giang Hải, Cố Uyển Như không nhịn được mà bật cười. Phì cười một tiếng,
sau đó nghiêng người về phía sau, em phát hiện ra, trình độ chém gió của anh càng ngày càng giỏi rồi đó. Giang Hải cũng không giải thích, chỉ là, đang nghĩ ở trong lòng, cần thông qua cách thức nào để đưa 200 bằng sáng chế đó về trong nước. Tốt nhất là thực hiện một phiên giao dịch, chỉ khi nổi danh rồi thì mới làm cho người ta biết được sức mạnh của tập đoàn Uyển Như. Nhưng mà, lúc này vẻ mặt tươi cười của Cố Uyển Như đột nhiên bị thu lại. Giang Hải khẽ nhíu mày. Từ sáng sớm khi ngủ dậy, Giang Hải đã phát hiện ra được tâm trạng của Cố Uyển Như có vẻ không ổn. Lẽ nào vì mình ra ngoài một chuyến hơi lâu, mà Cố Uyển Như trở nên có chút xa lạ với mình rồi ư? Cắn cắn môi, Cố Uyển Như không biết, có một số lời nói có nên hỏi hay không? Giang Hải giải thích thì còn được, nếu như tất cả đều là sự thật thì Cố Uyển Như không biết bản thân mình nên làm thế nào cho phải. Mấy ngày trước, có một cô gái người nước ngoài tới thành phố Giang Tư, cô ta tên là Maureen. Cô ta muốn gặp Cố Uyển Như, vốn cho rằng có dự án nào cần phải đàm phán cơ, nhưng không ngờ Maureen lại nói ra một tin tức khiến cho Cố Uyển Như kinh ngạc rớt cả quai hàm. Cách đó không lâu, Giang Hải đã mang tới cho gia tộc nhà cô ta một số lợi ích lớn, đã kết quan hệ thông gia rồi. Cô ta tới thành phố Giang Tư là để đợi Giang Hải. Maureen thể hiện, cô ta hoàn toàn không để ý việc Giang Hải có người phụ nữ khác hay không, nhưng, trong lòng Cố Uyển Như hiểu rõ ràng, thân phận của Maureen vô cùng đặc biệt. Thậm chí, Cố Uyển Như cũng không xứng để biết thân phận cụ thể của Maureen là gì. Chồng à! Lúc lâu sau, Cố Uyển Như cuối cùng cũng có dũng khí để nói ra. Nhưng lời vừa tới bên khóe miệng thì lại ngậm ngừng không nói ra được. Xảy ra việc gì khiến em không vui thế? Sắc mặt của Giang Hải cũng trầm xuống. Anh cho rằng, lại có đứa nào mắt mũi có vấn đề tới đắc tội với Cố Uyển Như rồi. Cô gái tên là Maureen, anh có quen không? Giang Hải nhíu mày, làm sao Cố Uyển Như lại biết Maureen được? Điều này, tuyệt đối không có khả năng xảy ra. Có, Giang Hải gật đầu, muốn nghe xem Cố Uyển Như nói thế nào. Anh với cô ta, có quan hệ gì thế? Cố Uyển Như nắm chặt lấy góc áo, đầu móng tay trắng nhợt đi. Vợ à! Giang Hải hít sâu một hơi, sắc mặt lại quay về lạnh nhạt như cũ. Lúc trước, ấn tượng của Giang Hải với Maureen cũng không xấu lắm, mà lúc này, lại có chút thấy ghét rồi đó. Hai người chẳng hề có quan hệ gì hết, Maureen lại tới đây để làm phiền Cố Uyển Như. Lẽ nào, cô ta thật sự cho rằng, dựa vào thân phận là người lập dị thì có thể làm chim tú hú chiếm tổ của chim sẻ, có thể vô cùng hoành tráng để trở thành người phụ nữ của Giang Hải ư? Cố Uyển Như ngẩng đầu, hai mắt đã hơi đỏ lên. Vấn đề này, vẫn luôn được đè ép trong lòng Cố Uyển Như, mấy ngày qua, làm cho tâm trạng của Cố Uyển Như cực kỳ bất an, từ đầu tới cuối khó lòng mà bình tĩnh lại được. Ngây ngốc nhìn Giang Hải, Cố Uyển Như đang đợi Giang Hải giải thích. Nói thầm trong lòng, không cần biết Giang Hải giải thích như thế nào thì mình đều tin hết. Nếu như mất đi Giang Hải, thế thì, cô chẳng khác nào mất đi tất cả, cuộc đời này cũng chẳng còn gì nữa. Cười nhẹ một tiếng, Giang Hải quay đầu sang, giơ tay, sờ sờ đầu của Cố Uyển Như, khuôn mặt tràn đầy vẻ yêu thương. Vợ ơi, vấn đề này anh không muốn giải thích, cũng sẽ không giải thích. Anh chỉ hỏi em một câu, em có tin anh không? Vợ à, em có tin anh không? Cố Uyển Như sững sốt, đúng rồi, chỉ dựa vào lời nói của người phụ nữ kia, mà cô đã không tin Giang Hải ư. Trước đây, Giang Hải cũng cực kỳ thờ ơ với Lan Kiều, đó là người con gái tài sắc vẹn toàn của cả thành phố Giang Tư đó. Cho dù có xinh đẹp tuyệt trần như Uyển Thuần thì Giang Hải vẫn không hề rung động. Một người biết tiến biết lùi như Giang Hải, sẽ có hứng thú với một cô gái người nước ngoài không rõ lai lịch ư? Nghĩ như thế này, Cố Uyển Như cảm thấy, mỗi một câu nói của Maureen đều có nhiều sơ hở. Cũng đồng thời có chút tự trách bản thân, Giang Hải không hề làm gì hết. Cô cũng không hề phát hiện ra, mà đã hoài nghi Giang Hải như thế này rồi. Nếu như đổi một góc độ khác, Giang Hải mà nghi ngờ cô gian díu với người khác, thế thì Cố Uyển Như cũng sẽ rất chi là đau lòng. Nghĩ như thế, thì tại giây phút này, trong lòng Giang Hải cũng đang cảm thấy đau ư. Em tin anh. Cố Uyển Như cúi đầu nói nhỏ một tiếng. Giang Hải lại cười lên, không nói tới chuyện này nữa. Đưa Cố Uyển Như lên lầu, Giang Hải lập tức đi tìm Thất Hồn. Maureen ở đâu? Giang Hải hỏi, cô ta đã từng tới tập đoàn Uyển Như rồi nên Thất Hồn chắc biết được, hơn nữa với thân phận là người lập dị cũng đủ khiến cho Thất Hồn sắp xếp người giám sát cả ngày rồi. Khách sạn Holiday, phòng tổng thống.
Thất Hồn dừng một lát rồi nói, cô ta không có tiền thanh toán, lấy danh nghĩa là vị hôn thê của anh để đăng ký. Hả, Giang Hải sửng sốt, cái cô gái này, chắc không phải là bị điên rồi chứ. Người lập dị mà không có tiền trong tay, ai mà tin chứ, chỉ số IQ là số âm à. Tôi đi gặp cô ta, bây giờ. Nói rồi, Giang Hải đi tới khách sạn Holiday. Maureen nghĩ thế nào cũng không thoát khỏi ánh mắt của Giang Hải được. Yêu Giang Hải à? Vớ vẩn. Với tình hình hiện nay, cho dù Giang Hải chỉ là một con heo, thì Maureen cũng sẽ không hề do dự mà đồng ý kết hôn với anh. Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, cô ta ít nhất còn có một ngôi nhà hoàn chỉnh. Nếu như, ở lại làm người phụ nữ thánh khiết của người lập dị, thì nửa đời sau của cô ta, không hề có một chút liên quan nào tới hai từ thánh khiết cả. Mà chính là con điếm của cả gia tộc. Chỉ cần là đàn ông thuộc gia tộc người lập dị, chỉ cần có khả năng sinh sản, phù hợp hai điều kiện trên, nếu như muốn sử dụng cơ thể cô ta để nối dõi nòi giống đời sau, thì Maureen bắt buộc phải tiếp nhận. Chính là giống như mẹ của cô ta vậy, sinh cô ta ra rồi nuôi dưỡng tới bây giờ, cũng chẳng biết cha của cô ta là người nào. Nếu như lại dẫm lên vết xe đổ của mẹ cô ta. Nếu như thế, còn không bằng chết quách đi cho xong. Nhưng mà, Maureen không dám chết, vì mẹ của cô ta, là người phụ nữ trong gia tộc người lập dị, làm vợ của cả vạn người ấy, cô ta phải sống, nếu không thì mẹ của Maureen sẽ phải chịu sự đối xử như với súc vật. Đối với người lập dị mà nói, một người phụ nữ không có khả năng sinh sản, thì còn không có giá trị bằng một con chó. Khách sạn Holiday, Giang Hải đang ngồi ở sảnh đợi. Giám đốc khách sạn khi nghe nói Giang Hải tới thì đứng hầu hạ ở một bên như một con chó Nhật. Khách sạn này, vốn dĩ là sản nghiệp của nhà họ Mục. Từ sau khi Lan Kiều đưa nhà họ Mục bước vào tập đoàn Uyển Như, thì nơi này trở thành nơi tiếp khách của tập đoàn Uyển Như. Giang Hải, chính là chồng của cố tổng cố Uyển Như, làm giám đốc chịu trách nhiệm kinh doanh khách sạn, đương nhiên phải nịnh hót lấy lòng rồi. Nhưng mà, anh ta không hiểu Giang Hải lắm. Giang Hải chỉ thấy cực kỳ phản cảm, chán ghét cái kiểu xu nịnh hèn hạ như thế này. Khách sạn Holiday hiện nay là sản nghiệp của ai? Giang Hải lạnh lùng hỏi. Toàn bộ khách sạn là tài sản của tập đoàn Uyển Như ạ. Giám đốc nghiêm túc trả lời. Trong lòng cảm thấy tò mò, tại sao Giang Hải lại hỏi câu hỏi này chứ? Thì ra là thuộc về tập đoàn Uyển Như ạ, tôi còn tưởng rằng, nơi này vẫn luôn thuộc về nhà họ Mục đó. Giang Hải cười lạnh, tất cả những người từng khom lưng khuỵu gối với nhà họ Mục, tốt nhất là nên thu dọn lại đi. Nếu không, tôi không để ý việc đổi một người quản lý khác đâu. Giọng nói của Giang Hải không lớn, nhưng từng chữ của anh lại vô cùng vang dội. Người giám đốc mập mạp lập tức đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, suýt chút nữa thì tè cả ra quần. Vâng, vâng, vâng. Giám đốc gật đầu như giả tỏi. Đi xem một chút, cái người sử dụng danh nghĩa của tôi để đặt phòng kia, bao giờ mới có thể xuống lầu. Cơ thể của người giám đốc rất mập mạp, nhưng hai cái chân của ông ta thì lại cực kỳ nhanh nhẹn, lon ton chạy tới bên quầy để xem camera giám sát. Anh Giang, cô ta đang ở trong thang máy rồi ạ. Giang Hải khoát khoát tay, ra hiệu ông ta có thể đi rồi. Quay đầu lại nhìn Thất Hồn, tìm một lý do nào đó, đuổi người này đi. Những người miệng lưỡi trơn tru, thảo mai xảo trá, biết cách nịnh bợ lấy lòng, không có người nào là không lươn lẹo hết. Tập đoàn Uyển Như làm việc, chỉ quan tâm tới kết quả, nhưng không phải ai biết nịnh hót cũng có được địa vị cao đâu. Thất Hồn nhẹ nhàng nói, làm nghề khách sạn. Lẽ nào không phải là cần một người biết đong đưa, là người mồm miệng nhanh nhảo ư? Nhưng mà không cần loại như vậy. Nếu như, giám đốc kia biết được, một màn nịnh hót vừa rồi của mình bị đạp ở dưới chân, thì chắc là muốn nhảy lầu luôn rồi. Cũng là giám đốc của khách sạn, nhưng khi so sánh làm việc cho nhà họ Mục với cho tập đoàn Uyển Như sau khi hợp nhất, thì mức lương của tập đoàn Uyển Như trả cao hơn. Không lâu sau, Maureen xuống lầu, bên cạnh vẫn là bà già kia như cũ. Sắc mặt Giang Hải lạnh nhạt, thậm chí có chút lạnh lùng. Là cô lấy danh nghĩa của tôi để vào khách sạn ở đúng không? Maureen trả lời, lẽ nào, tôi có chỗ nào sai à? Trước khi tới, Giang Hải vốn dĩ là muốn đuổi Maureen đi. Nhưng mà sau khi đến, thì Giang Hải lại có một suy nghĩ khác. Đây chính là mặt mũi thể diện của phương Tây, không phải là nên lợi dụng một chút à? Sau này, không được sự cho phép của tôi. Thì không cho phép nói có liên quan tới tôi. Hiểu chưa? Maureen yên lặng không nói năng gì, cô ta biết, ở chỗ này của Giang Hải thì sẽ không nhận được bất cứ sự tôn trọng nào.
Suy cho cùng thì cô ta là người phụ nữ mà Giang Hải sử dụng lợi ích để đổi lấy. Cũng có thể nói là người lập dị sáng thần ta rồi. Sau đó, Giang Hải lạnh lùng nói, giúp tôi làm việc, cô có đồng ý không? Nói là thương lượng, nhưng mà lại giọng điệu không cho phép từ chối. Nếu như bị từ chối thì Maureen chỉ có một con đường để đi, đó chính là rời khỏi nơi này. Làm gì? Maureen nhẫn nhịn sự nhục nhã, lại chấp nhận sự giao phó của Giang Hải, suy cho cùng, thế này đã tốt hơn so với người lập dị nhiều rồi. Dùng danh nghĩa của cô, lấy cái giá thấp nhất bán cho tập đoàn Uyển như 200 bằng sáng chế kỹ thuật. Cái này, chỉ là để che đậy tai mắt của người ngoài, thuận thế xây dựng động lực cho tập đoàn Uyển như. Muốn lấy được 200 kỹ thuật tiên tiến nhất chỉ trong một lần, có thể nói là từ trước tới giờ chưa từng có người nào. Mà trong này, chỉ cần một kỹ thuật thôi thì đều có thể làm cho một công ty kiếm được vô cùng nhiều, mà, một lần này, lại là những 200 cái liền. Đủ làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Chương 279. Cô làm người đại diện cho phương Tây, bán 200 bằng sáng chế đó lại cho tập đoàn Uyển Như. Lời nói của Giang Hải, khiến đầu óc Maureen như bị ngập nước, những bằng sáng chế đó, đã được ghi dưới danh nghĩa của Giang Hải rồi, vì sao cần làm thêm những thứ này chứ? Nhưng mà cô ta cũng không hỏi nhiều, hơi gật đầu. Sững sờ nhìn Giang Hải, cô ta muốn biết, sau này cô ta sẽ ở bên cạnh Giang Hải với thân phận là gì. Nhưng mà, vừa muốn mở miệng để hỏi thì Giang Hải đã đứng lên, cất bước rời đi. Nhìn Giang Hải rời đi, trái tim Maureen hoàn toàn rơi xuống đáy vực rồi. Từ trong ánh mắt của Giang Hải, cô ta nhìn thấy được sự thờ ơ. Cô ta, chính là người phụ nữ thánh khiết của người lập dị, nhưng trong mắt Giang Hải, thì từ trước tới giờ không hề có bất cứ địa vị nào. Anh ta chẳng qua chỉ muốn mượn thế lực của người lập dị, cũng muốn chiếm tài sản của người lập dị mà thôi. Người phụ nữ lớn tuổi ở bên cạnh đưa ra câu trả lời. Sự tuyệt vọng trong mắt Maureen, là tuyệt vọng nhưng chỉ trong chớp mắt lại trở thành giải thoát. Điều này đối với cô ta mà nói, không phải là một điều tốt ư. Thay vì phải làm một con điếm cho tất cả những người đàn ông lập dị, còn không bằng làm một người phụ nữ trên danh nghĩa của Giang Hải còn hơn, đội cái mũ Giang Hải này, nhưng thực tế chỉ là một nữ tu mà thôi. Ánh mắt của Maureen, trở nên bình tĩnh lại dịu dàng, trong lòng cô ta, hoàn toàn được giải thoát rồi. Thật sự là Thượng Đế phù hộ, kết quả ngày hôm nay đối với cô ta mà nói, thì đã là tốt nhất rồi. Dưới sự sắp xếp của Maureen, rất nhanh một tập văn kiện đã được bày ra trước mặt Cố Uyển Như. Thư ký run run giọng nói, không giấu nổi sự kích động, Cố Tổng, cái này là do một công ty ở nước ngoài gửi tới, họ hy vọng chúng ta có thể mua những công nghệ này. Công nghệ ư, Cố Uyển Như hơi nhíu mày lại, tò mò cái mà thư ký nói là thế nào, vì sao lại căng thẳng như thế. Nhẹ nhàng mở ra, lông mày Cố Uyển Như càng nhíu chặt hơn, đọc từng dự án một cách cực kỳ nghiêm túc. Văn kiện thương nghiệp, không hề cầu thả tí nào. Nhưng vừa mới lật xem trang thứ hai thì vẻ mặt của Cố Uyển Như trở nên đặc biệt nghiêm túc, mà ở trong lòng cô lúc này lại nổi lên từng đợt sóng dồn dập. Thế này, làm sao có thể chứ? Cố Uyển Như nhẹ nhàng thở hắt ra một tiếng. Trên đời này làm sao lại có loài chuyện tốt như thế này? 200 bằng sáng chế kỹ thuật, lại còn là những ngành mũi nhọn nhất trên thế giới, trong đó có rất nhiều những công nghệ mang tính mấu chốt đang bị thiếu hụt của phương Đông. Thế mà lại chủ động bán cho tập đoàn Uyển Như ư? Không nói đến phương Tây có các loại lệnh cấm với phương Đông, mà chỉ nói tới giá cả thôi, giá tiền của đối phương, sợ là đến cả một dự án công nghệ trong đó cũng không thể nào mà mua được. Lại nói, khoa học công nghệ là vô giá, nếu là tự nghiên cứu phát hiện ra thì không biết phải trả giá bằng bao nhiêu sự nỗ lực, còn không chắc chắn có thể thành công. Cả 200 bằng sáng chế kỹ thuật, thế này sợ là có thể làm cả thế giới bùng nổ luôn mất. Phương Đông có được 200 dự án công nghệ này, thì có thể phá vỡ được những nút thắt cổ chai trong các ngành công nghiệp. Lập tức điều tra tình hình cổ phần của công ty đối phương, với cả bối cảnh nữa. Không hề do dự. Cố Uyển Như đã thể hiện ra được sự lạnh lùng, bình tĩnh và khôn ngoan của một người làm tổng giám đốc của tập đoàn. Thứ nhất, kiểm tra những công nghệ này là thật hay giả. Thứ hai, điều tra về ý đồ thật sự của đối phương. Thứ ba, lập tức tổ chức họp nghiên cứu thảo luận, phân tích những rủi ro trong này. Cố Uyển Như tuyệt đối không tin, có việc trên trời rơi xuống một cái bánh như thế. Nhưng mà, chuyện hấp dẫn người ta như thế này, cũng tuyệt đối không cho phép lỡ tay làm mất đi. Loại giao dịch công nghệ được cấp bằng sáng chế này, quá có thể kiếm được tiền,
đồ cũng là của bản thân, nhưng mà lại không nắm được trong bàn tay. Giống như những năm trước, Phương Đông mua lại một vỏ tàu như rác thải kia. Phải mất gần 10 năm, thì vỏ tàu này mới được đưa vào vùng biển của Phương Đông. Liệu có mấy người biết tới được những chua xót trong đó, sự bắt nạt của những nước lớn? Nếu như, tập đoàn Uyển Như mua những công nghệ này, đối phương lập tức lấy được lệnh cấm của chính phủ, mãi mãi không thể tới được tay, thế chẳng phải là bị người ta lừa chết rồi à? Cho dù là ngày nào đó lấy được vào tay mình, những công nghệ này cũng đã quá hạn, trở thành công nghệ thế hệ thứ hai rồi. Thư ký lập tức gật đầu, quay người đi sắp xếp công việc. Tay của cô Uyển Như hơi run run khi cầm lấy văn kiện. Trong này, thế mà có gần 10 dự án công nghệ có liên quan tới chế tạo chip, đối với Phương Đông mà nói, thì thật đúng là nắng hạn gặp mưa rào. Nhưng, sự việc, thật sự đơn giản như thế sao? Quay đầu lại, nhìn về vị trí mà Giang Hải hay uống trà. Cái anh Giang Hải chết tiệt này, lại chạy đi đâu rồi không biết, Cố Uyển Như muốn thương lượng với Giang Hải một chút. Mặc dù, Giang Hải vẫn luôn không quản lý công việc, nhưng mà, mỗi khi cho ý kiến gì đó, thì rất có giá trị tham khảo. Cạch, tiếng mở cửa vang lên. Cô thư ký hốt hoảng chạy vào, làm Cố Uyển Như giật hết cả mình lên. Hơi nhíu mà, cái cô thư ký này, từ lúc nào lại lỗ mãng như thế chứ? Tới cả việc gõ cửa trước khi vào mà cũng không biết à. Còn có chuyện gì? Cố tổng, một bản fax đang nằm trên đôi tay run rẩy của người thư ký đã bị bóp chặt tới mức bị biến dạng, dường như là mang sức nặng nghìn cân, lại giống như chỉ cần sơ hở tí là bay đi mất. Chị xem, bản fax vừa mới được gửi tới này. Cố Uyển Như nghi ngờ nhận lấy. Chỉ trong chớp mắt, vẻ mặt của Cố Uyển Như thay đổi luôn. Ngay lập tức, đứng dựng lên. Lập tức kiểm tra xem là thật hay là giả. Ngay lập tức. Lần này, Cố Uyển Như không bình tĩnh nổi nữa. Bản fax này chính là văn bản cho phép chuyển nhượng bằng sáng chế kỹ thuật của đất nước Anh. Mà phía sau, có một trang giấy khác thể hiện rõ ràng, những bản chính của những bằng sáng chế này đã ở Phương Đông rồi, tất cả các thủ tục đều đã hoàn thành, bây giờ chỉ cần một tay giao hàng một tay giao tiền là được. Từ từ, Cố Uyển Như đi tới đi lui nói, sau khi liên lạc được với bên kia, lập tức sắp xếp những nhà nghiên cứu khoa học có liên quan tới để phân tích tính xác thực của những bằng sáng chế này. Giá mà đối phương đưa ra, quá thấp rồi, thật khiến cho người khác khó mà tin tưởng được. Lúc này, Giang Hải đang ăn kem, còn cầm rất nhiều đồ ăn vặt trong tay nữa, đang thong thả đi lên lầu. Thật trùng hợp gặp phải người thư ký vừa mới đi từ văn phòng ra. Ăn kem này, Giang Hải tiện tay đưa cái mà mình đang ăn dở, trên mặt là sự trêu chọc. Giang Hải rất rảnh rỗi, cho giải trí lớn nhất trong cuộc sống đó chính là trêu chọc những cô gái này. Người thư ký rất chi là hóm hỉnh đáng yêu, không hề khách sáo gì hết, lấy một cái túi còn chưa bóp ở trong tay Giang Hải còn lấy thêm hai túi đồ ăn vặt nữa. Người của cả cái công ty này đều biết, tính tình của Giang Hải rất tốt. Không được cướp, đây là đồ ăn vặt của Cố Tổng đó. Giang Hải cười nói, nào có dáng vẻ tức giận gì chứ? Anh Giang, anh đi gặp Cố Tổng đi, chị ấy đang vui lắm đó. Có chuyện gì mà vui thế? Giang Hải hỏi. Thư ký vừa mới nói thì Giang Hải đã biết rồi, cúi đầu suy nghĩ một lát, Giang Hải vẫn không định giải thích chuyện này với Cố Uyển Như. Bản thân ra ngoài một chuyến đã có thể kiếm được 200 sáng chế kỹ thuật, nếu mà nói ra sợ là sẽ phải giải thích một hồi lâu. Mà điểm mấu chốt nhất là Cố Uyển Như cũng không tin. Giá trị của 200 bằng sáng chế này khó lòng mà ước lượng được, nếu như giải thích rõ ràng thì sợ là lai lịch của người lập dị cũng phải nói hết một lượt mất. Khi bước vào văn phòng, Giang Hải giả vờ như không biết gì hết. Vợ ơi, có việc gì mà em vui thế? Tâm trạng của Cố Uyển Như cũng không thể nói là vui mừng hay là bối rối, rất chi là kỳ quặc. Một bên thì hy vọng những sáng chế này là thật. Mà một bên thì lại có cảm giác lờ mờ ở trong lòng, những chuyện như chiếc bánh từ trên trời rơi xuống thế này, phần lớn là một cái bẫy mà thôi. Cố Uyển Như nói ra đầu đuôi câu chuyện một lần. Thở hắt ra một hơi, em cứ cảm thấy không thích hợp lắm. 100 triệu, 200 sáng chế kỹ thuật. Cần biết rằng, đây chính là những công nghệ đỉnh nhất của thế giới đó. Chính là nói mấy dự án này, có những công nghệ này rồi thì phương Tây không thể phong tỏa công nghệ chế tạo chip của phương Đông được nữa. Nếu không, công nghệ của chúng ta cũng sẽ không cho họ sử dụng, ai cũng không sản xuất được. Lại nói cái này, 4 dự án thuốc đặc chế, còn là sáng chế của năm trước. Em nghe nói, những loại thuốc này vô cùng thần kỳ, một lọ cũng phải tốn mấy trăm nghìn.
có không biết bao nhiêu người mỏi mòn mong thuốc, nhưng cuối cùng chỉ có thể chết bệnh mà thôi. Chồng à, những công nghệ này, chỉ chọn đại một cái thôi thì cũng chính là giá ở trên trời. Nhưng mà, đối phương chỉ đòi có 100 triệu cho 200 sáng chế này. 100 triệu đối với những công nghệ này mà nói, thì em thấy còn không đủ để mua một cái ấy. Giang Hải mỉm cười, bước lên phía trước ôm lấy cái eo nhỏ của Cố Uyển như nói, vợ ơi, em chính là người may mắn mà ông trời lựa chọn, thế nên, đối phương mới chủ động bán những công nghệ tốt như thế này cho em đó. Em muốn hỏi xem suy nghĩ của anh như thế nào, chứ không phải là nghe những lời nói linh tinh của anh đâu. Cố Uyển như đẩy Giang Hải ra. Anh có biết 100 triệu là khái niệm gì không? Giang Hải cố tình làm ra vẻ không biết gì mà lắc đầu, mang dáng vẻ ngẩn ngơ nhìn cứ như là một học sinh đang đợi cô giáo giảng bài cho nghe. Những công nghệ này, đều đang trong giai đoạn thịnh vượng. Điều này cũng giống như việc chúng ta bỏ một phần tiền ra để mua một cái ngân hàng ấy. Cười ha ha một tiếng, Giang Hải bước tới bên cạnh Cố Uyển Như, bắt đầu pha trà, hay là, anh cho người điều tra một chút nhé. Được, nhất định phải điều tra rõ ràng. Cố Uyển Như vừa mới đồng ý thì lập tức nhíu mày lại thôi, em cảm thấy, không cần suy nghĩ tới chuyện này nữa, không cho phép người khác lấy chúng ta ra làm trò tiêu khiển. Quả thực, yêu cầu mà Maureen đưa ra quá thấp, khiến người ta không dám tin luôn. Giang Hải tiện tay gọi một cuộc điện thoại, giả vờ bảo người ta điều tra rõ ràng sự việc này. Đi tới bên cạnh, hắng hắng giọng nói, bịa đại ra lý do nào đó đi, Uyển Như bây giờ có đánh chết cũng không tin được. Lúc chập tối, Cố Uyển Như chuẩn bị tan ca. Đèn điện thắp sáng toàn bộ tòa nhà. Có một người tổng giám đốc tham công tiếc việc như Cố Uyển Như, nên bầu không khí của cả công ty lúc nào cũng hăng say như đánh tiết gà vậy, làm việc mà chưa chết thì vẫn tiếp tục làm. Hơn nữa, tập đoàn Uyển Như đánh giá phúc lợi cao hay thấp dựa vào hiệu quả công việc, chẳng ai quan tâm bạn làm bao nhiêu công việc, hiệu quả công việc cao thì được thưởng cao, không chỉ cao mà là rất cao, cao một cách biến thái luôn. Dưới sự so sánh đó, những người chỉ có lương cơ bản không thôi thì lác đác rất ít. Môi trường làm việc như thế, rất nhanh trở thành thói quen chủ động tăng ca của cả công ty. Lúc này, thư ký đi tới. Cố Tổng, có một người da trắng tới tìm chị. Người da trắng à, Cố Uyển Như sửng sốt. Tập đoàn Uyển Như mặc dù đang trong giai đoạn phát triển một cách nhanh chóng, nhưng mà sản nghiệp vẫn chưa có mở rộng ra bên ngoài phương Đông. Chưa có tiếp xúc gì với những công ty ở nước ngoài cả. Có biết anh ta tới làm gì không? Thư ký nhỏ giọng trả lời, anh ra nói tới để trả ơn, còn nói. Có liên quan tới những sáng chế kia. Thật hả, Cố Uyển Như thấy nghi ngờ nhưng vẫn lập tức sắp xếp, đi tới phòng họp. Chồng ơi, hay là anh tới bãi đỗ xe chờ em nhé? Chỉ mấy phút thôi. Giang Hải kéo Cố Uyển Như, anh đi với em. Vợ anh xinh đẹp thế này, anh cần trông chừng cho kỹ, không thể để người ta cướp mất được. Đáng ghét, Cố Uyển Như nhéo Giang Hải một cái, sắc mặt hồng lên nhìn về phía cô thư ký đang đứng bên cạnh tự nhiên lại bị cả xô cơm chó ụp vào đầu. Giang Hải chết tiệt này, chẳng cần biết là trường hợp như nào, không cần biết có người nào ở bên cạnh hay không, chỉ cần mở miệng là toàn nói linh tinh thôi. Trước đây, tập đoàn Uyển Như thuê một mặt bằng làm văn phòng, nơi tiếp khách chính là phòng họp. Bây giờ đã có một tòa nhà lớn làm văn phòng của chính mình, khách hàng cần đón tiếp mỗi ngày cũng rất nhiều. Thế nên đã thiết kế một số phòng đón tiếp khách hàng, dựa vào thân phận không giống nhau cũng có những sắp xếp đặc biệt. Thậm chí, còn thành lập một bộ phận hậu cần chuyên môn để quản lý những phòng đón tiếp khách hàng này. Chương 280. Lúc này, trong một căn phòng đón tiếp khách hàng bình thường, có một người đàn ông da trắng đang ngồi trên sofa một cách ủ rũ, ánh mắt vô hồn, trông thấy cả người đều rất chi là chán nản, suy sụp. Cố Uyển Như đẩy cửa bước vào. Càng thêm nghi ngờ hơn thể hiện trên khuôn mặt. Thưa anh Soren, đây là Cố Tổng của chúng tôi. Thư ký giơ tay giới thiệu. Người da trắng run rẩy loạn choạng đứng dậy, dường như cả người không có chút sức lực nào, một trận gió cũng có thể thổi bay đi mất. Bên cạnh anh ta, có một người phụ nữ da trắng mập mạp lập tức đỡ lấy. Cô là, Cố Uyển Như. Người da trắng sử dụng thứ tiếng Trung ngọng nghịu của mình để hỏi, nghiêm túc đánh gái ngoại hình của Cố Uyển Như. Giang Hải trợn trắng mắt nhìn, cái tên này từ đâu tới không biết, nhìn không giống như tới bàn chuyện làm ăn, mà lại giống như là tới nhận người thân thế này. Là tôi, xin hỏi, hai người tìm tôi có chuyện gì không? Cố Uyển Như cũng đánh giá đối phương, dáng vẻ ốm yếu như thế này, không giống với người tới để đàm phán thương mại.
Soren nói, tôi tới vì 200 sáng chế công nghệ kia. Bán những sáng chế này cho tập đoàn Uyển Như, chính là di nguyện của cha tôi. Hả, cô Uyển Như quá ngạc nhiên. Tập đoàn Uyển Như lúc nào lại có liên quan tới người đàn ông da trắng trước mặt này chứ? Đợi chút, di nguyện của cha ư? Cần biết rằng, tập đoàn Uyển Như thành lập chưa được bao lâu, nói lời này có chút hơi quá rồi đó. Lẽ nào, cha của Soren vừa mới qua đời ư? Sau đó, Soren dùng giọng điệu tràn đầy bể dâu thăng trầm kể lại một đoạn chuyện xưa. Mười mấy năm trước, cha của Soren tới phương Đông để đầu tư làm ăn, rất chi là may mắn được ông cố cứu. Về việc ông cố này là ai thì Soren cũng không rõ lắm, chỉ biết bây giờ là tập đoàn Uyển Như là một chi nhánh của tập đoàn TM. Thời gian trước, cha của Soren bị bệnh nặng mà qua đời, mà người đàn ông tên Soren đang ở trước mặt này, cũng mang bệnh nặng, anh ta không có người thừa kế, lại nắm tất cả tài sản của công ty ở trong tay, cuối cũng sẽ bị quyên tặng đi. Ơn cứu mạng năm xưa lúc nào cũng đọng lại trong lòng của cha Soren, trước khi qua đời vì bệnh nặng đã để lại một di nguyện, chính là báo ơn cứu mạng năm nào. Nghe câu chuyện này, Giang Hải hơi buồn cười. Còn chưa nói, nghe thấy vô cùng hợp tình hợp lý. Sau này thì cô Uyển Như chắc hẳn sẽ không có bất cứ nghi ngờ gì cả. Thế xin hỏi, người cứu cha ông là ai thế? Nghe một khúc chuyện như thế này, cô Uyển Như suýt chút nữa thì lệ rơi đầy mặt, cảm động vì những chân tình trên thế gian này. Nhưng chỉ như thế này mà có thể khiến cho cô Uyển Như tiếp nhận quà biếu này, thì cũng không dễ dàng như thế. Không có công lao thì không hưởng lộc, cô Uyển Như chính là một cô ngốc, thật tâm như thế. Giang Hải ở bên cạnh suýt chút nữa thì ngã nhào xuống đất. Lợi ích lớn như thế, 200 sáng chế công nghệ tiên tiến nhất, lẽ nào Cố Uyển Như muốn đẩy ra ngoài ư? Việc này, nếu như bị những người kia của nhà họ Cố biết được, sợ là sẽ nổi lên một làn sóng vui sướng rồi. Theo thói quen của Cố Uyển Như thì thật sự sẽ không có ý muốn nhận những công nghệ này đâu. Ông Soren đột nhiên ho dữ dội, hai tay che miệng lại, bên khóe miệng còn lưu lại vết máu. Thế này là muốn chết à? Giang Hải suýt chút nữa thì cười phụt ra, người này chắc chắn là xem phim truyền hình của Phương Đông nhiều lắm rồi, cho tới hôm nay Giang Hải cũng chưa từng thấy ai ho ra máu đâu, mà lại là máu tươi như thế này. Đây nào phải là ho ra máu, mà là nôn ra máu. Nhưng mà Cố Uyển Như tin rồi, khuôn mặt ngập tràn sự lo lắng và đau lòng. Đến khi đỡ hơn một chút, Soren mới nói tiếp, thưa cô Cố, đây không phải là một chuyện nhỏ. Trực tiếp đả thông các loại cơ quan, để những công nghệ này có thể bước vào phương Đông, chúng tôi đã phải bỏ ra rất nhiều sự nỗ lực, đưa đồ vật cho ai, chắc chắn sẽ không mắc sai lầm được. Nói trắng ra thì không phải là Cố Uyển Như thì không được. Quay đầu nhìn Giang Hải, Cố Uyển Như có chút ngập ngừng do dự. Giang Hải vội vàng nói, vợ ơi, anh thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, vẫn nên sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho anh Soren đây đi đã. Về phần món quà này, em cũng không nên phụ lại thành ý của cha anh Soren. Dựa vào cách nói của người phương Đông chúng ta, thì chính là tâm nguyện chưa được hoàn thành, chết cũng không nhắm mắt được. Giang Hải nói như thế, Cố Uyển Như cũng không còn do dự nữa, sau đó gật đầu đáp ứng. Trên đường quay về nhà, Cố Uyển Như vẫn còn như đang nằm trong mơ. Chồng ơi, làm sao em cứ thấy có chút không chân thật, điều này, có phải là thật không? Là thật đó, không tin thì em nhéo một cái thử xem. Nếu như mà đau thì chính là không phải là nằm mơ rồi. Giang Hải cười tâu toét, nhưng mà sau đó sắc mặt đột nhiên thay đổi, trong chớp mắt nhe răng nhe lợi ra. Ai cha, vợ ơi, đừng nhéo, anh đã làm gì sai rồi ư? Cố Uyển Như lúc này mới thôi không nhéo nữa, không phải là nằm mơ. Giang Hải khóc không ra nước mắt. Về nhà ăn cơm xong, Cố Uyển Như giống như một đứa trẻ có được món đồ chơi yêu thích. Rất chi là vui vẻ. Lấy tờ danh sách ra xem một lần rồi lại thêm một lần nữa. Mím môi thở dài một hơi, ôi, nhiều công nghệ thế này, nếu như đầu tư vào sản xuất toàn bộ thì phải mất rất nhiều tiền nha. Giang Hải đã trải ga giường xong từ lâu rồi, chỉ còn nước lên giường ủ cho ấm chăn đệm nữa thôi. Vợ ơi, đừng nghĩ ngợi nhiều như thế, chỉ cần có công nghệ còn sợ không kiếm được tiền ư. Cố Uyển Như nhăn mũi, đúng là như thế. Hì hì, vợ ơi, đi nghỉ sớm đi thôi. Chúng ta, tránh sang một bên đi, đáng ghét, này, em còn có nhiều việc phải làm lắm. Ngày hôm sau, Giang Hải lại ngủ nướng. Từ khi ở nước ngoài trở về, Giang Hải chưa từng tập luyện vào buổi sáng, nên lúc nào cũng trong tình trạng nóng hừng hực. Mà,
Cố Huyền Như đang dựa vào người cũng chưa thức giấc. Ngoài cửa, Cố Vân Lệ cũng mất kiên nhẫn, mới sáng sớm đã bước lên lầu nghe trộm mấy lần, nhưng trong phòng chẳng hề có động tĩnh gì. Lần này, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa rồi nên gõ cửa gọi hai người xuống ăn cơm. Cố Huyền Như đột nhiên tỉnh dậy, giận dữ nhìn Giang Hải, đều trách anh ấy, Giang Hải chết tiệt này, làm cho cơ thể của cô như sắp gãy ra rồi. Giả vờ thong thả đi ra ngoài, Cố Huyền Như ngáp một cái. Mẹ, sao gọi con dậy sớm thế ạ? Còn sớm nữa à? Cố Huyền Như chỉ vào chiếc đồng hồ nói, bình thường giờ này con đã ở công ty rồi đó. Con cái con bé này, Tiểu Giang vừa trở về thì lại trở nên lười biếng rồi. Cố Huyền Như suýt nữa thì khóc ra tiếng luôn, cô làm sao mà trở nên lười biếng chứ? Cô chu chu môi, có thể treo được cả cân thịt lên đó rồi. Nhưng mà, cô biết, bây giờ Cố Vân Lệ cực kỳ yêu thương Giang Hải, còn thương hơn cả con trai ruột của mình ấy chứ. Phản kháng của cô sẽ chẳng có chút tác dụng nào hết cả. Nên ngáp một cái rồi về phòng, vào nhà vệ sinh trong phòng để đánh răng rửa mặt. Ăn sáng xong, Cố Vân Lệ cũng không biết là vô tình hay cố ý nói, thường xuyên quá cũng không dễ có kết quả đâu. Thường xuyên quá cái gì ạ? Cố Huyền Như vẫn ngây ngốc không biết gì mà hỏi lại. Giang Hải thì lại cười, ghé vào tai Cố Huyền Như nói, chính là... Cái kia là cái gì? Chính là cái kia đó. Hả? Chính là hì hì, Giang Hải làm ra cử chỉ động tác để diễn tả. Thế này Cố Huyền Như mới hiểu ra, lập tức đỏ bừng cả mặt lên, chỉ thiếu nước tìm chỗ nào đó mà trốn đi thôi. Đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, rồi nói con ăn no rồi, hừ. Nắm lấy chìa khóa xem, Cố Huyền Như định lái xe tới công ty một mình. Cố Vân Lệ luôn nói Giang Hải đang mệt mỏi, nhưng mà không biết được anh lúc nào cũng như một người bại liệt khi ở trong công ty. Trừ uống trà ra thì chính là ăn đồ ăn vặt, nhiều khi Cố Huyền Như còn thắc mắc là ăn nhiều như thế mà dáng người vẫn tốt như vậy, thật là không có thiên lý mà. Giang Hải vừa mới đuổi theo ra tới cửa thì Cố Vân Lệ đã gọi anh lại, muốn anh giúp chút việc. Giang Hải cũng chỉ có thể để Cố Huyền Như tự mình lái xe đi mà thôi. Cố Huyền Như lái xe như con ốc sên ấy, nên Giang Hải cũng không lo lắng lắm, cho dù có bị chảy xước một chút thì cũng không sao cả. Chậm rãi điều khiển xe vào trong sảnh của tập đoàn Huyền Như, Cố Huyền Như cả người đầy mồ hôi lạnh. Quá căng thẳng, đoạn đường này, trái tim suýt chút nữa thì nhảy vọt ra ngoài rồi. Ném chìa khóa xe cho bảo vệ, để ông ấy đi đỗ xe, run rẩy nhấc đôi chân có chút mềm nhũn đi lên lầu. Trong văn phòng, Lan Kiều đang cầm một chiếc gương nhỏ, đang vẽ gì đó lên trên mặt của mình. Nghe thấy tiếng mở cửa, cũng chẳng quay đầu lại. Ôi chao, Cố Tổng à! Sao hôm nay cô đi làm muộn thế? Bình thường thì lúc nào Cố Huyền Như cũng tới rất sớm, chiều thì về muộn. Cố Huyền Như hơi cười cười, ngồi vào vị trí của mình, đặt cái túi ở trong tay sang bên cạnh, cô làm sao lại có thời gian tới đây thế này? Thở dài một hơi, ghen tị nói, dạo gần đây, lại đi chơi ở đâu thế? Thường nhìn thấy cô đăng ảnh chụp cảnh đẹp với thức ăn ngon lên mạng lắm đấy nhé. Thành phố Giang Tư cũng chỉ lớn có như thế mà thôi. Lan Kiều đã đi chơi hết từ lâu rồi, khoảng thời gian này, trời Nam đất Bắc đi tới nơi nào thì chơi ở nơi đó, rất chi là tiêu diêu tự tại. Cô muốn đi cũng không phải là không được, giao công ty lại cho một người quản lý không phải là được rồi à. Lan Kiều dần dần thu lại nụ cười, hỏi một cách chính trọng, nghe nói, có người muốn bán sáng chế khoa học kỹ thuật cho công ty, việc này là thật hay giả thế? Lan Kiều là người thông minh, không quản lý công ty nhưng tuyệt đối không bao giờ buông tay không quan tâm. Có người báo cáo lại với cô ta chuyện này cũng là chuyện bình thường. Cố Huyền Như gật gật đầu, nói một lượt từ đầu tới đuôi cho Lan Kiều nghe. 200 bằng sáng chế ư, điều này đúng là lên trời luôn rồi. Đến cả khuôn mặt lúc nào cũng lạnh nhạt của Lan Kiều cũng có sự thay đổi, từng đợt sóng mãnh liệt tuôn trào trong mắt. Nhất là, vào lúc Cố Huyền Như đặt bản danh sách tới trước mặt cô ta, Lan Kiều hoàn toàn không trấn tĩnh được nữa rồi. Cái này... không chỉ đơn giản là 200 sáng chế công nghệ. Có những thứ này, tập đoàn Huyền Như hoàn toàn có thể gia nhập hàng ngũ những công ty lớn nhất thế giới, cho dù thực lực chưa đủ thì cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Cô ta đã có thể dự kiến được, ở phương Đông này, sắp ra đời một người phụ nữ trong bảng xếp hạng những người giàu có rồi. Khó có thể nén được sự vui mừng, Cố Huyền Như nói, tôi đang lo lắng đó, nhiều công nghệ như thế này, công ty lại không có đủ thực lực tự đầu tư sản xuất sản phẩm. Bắt buộc phải thu hút đầu tư. Cô muốn làm thế nào? Lan Kiều hỏi. Giống như trước đây,
tổ chức tiệc chiêu thương, mời những nhà tài phiệt lớn có thực lực mạnh hơn kia tới đầu tư. Nghe thấy điều này, Lan Kiều cười cười, chậm rãi lắc đầu. Làm như thế thì quá bị động. Cô có cách nào tốt hơn không? Lan Kiều được mệnh danh là nữ gia cát của thành phố Giang Tư, sự nhạy bén trong kinh doanh của cô ta đã khiến không biết bao nhiêu những nhà thương nghiệp lớn phải kính phục. Cố Uyển Như đương nhiên là muốn xin lời khuyên rồi. Chỉ là rất tiếc, từ sau khi Lan Kiều đưa nhà họ Mục hợp vào với tập đoàn Uyển Như, thì đã lui về tuyến 2, không quản lý nhiều việc nữa. Lan Kiều suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi thấy thế này là tốt rồi, tổ chức một buổi họp báo. Lần thứ nhất, chỉ tuyên truyền một dự án công nghệ thôi. Thanh thế nhất định phải làm lớn một chút, ví dụ như tìm một tài khoản công khai nào đó đăng những đoạn video ngắn để quảng cáo, để cho những nhà mạng Internet lớn bán nước bọt của họ. Lấy yêu nước làm chủ đề, lấy chủ trương là chúng ta có được dự án công nghệ này thì Phương Đông sẽ tiên phong duy trì được bao nhiêu ngành nghề, lại phá vỡ được bao nhiêu nút thắt cổ chai đang bị mắc kẹt. Đặc biệt những dự án này có liên quan tới công nghệ chế tạo chip, một khi triển khai thì chắc chắn sẽ nhận được sự chú ý cực kỳ lớn. Cứ như thế tập đoàn Uyển Như có thể đứng ở nơi đầu ngọn gió. Thời đại ngày nay, có danh tiếng, có lượng truy cập, thì sẽ có người mua sản phẩm của cô, giá trị thương hiệu cũng sẽ được thiết lập nên. Lan Kiều cười mỉm nói, còn nhớ một câu nói không? Chính là một con heo, khi đứng trên đầu ngọn gió, nó cũng có thể bay lên được đó. Tập đoàn Uyển Như, lần này đứng trên đầu ngọn gió rồi. Cố Uyển Như nghiêm túc lắng nghe, cô chưa từng suy nghĩ tới kế hoạch lớn như thế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 280.